Ok, xin chào tất cả mọi người. Ok, xin chào tất cả mọi người nhá. Ok, chào anh em nhá. Sáng nay là mua được mấy chiếc xe từ ngày chiều hôm qua, một chiếc 67. À phải đến 2 3 tháng mới mua được nhá. Một xe DDM rất là đẹp nhá. Có mười mấy triệu thôi. 67 chỉ mấy triệu thôi nhá. Chiếc SH này. Đây, Tết nhất bây giờ là anh em mua SH rất nhiều nhá. Thấy có tín hiệu SH rất nhiều. 125 nha anh em nhá. Bắt đầu khởi sắc SH Việt Nam nhá. DDM Việt Nam cũng rất là nhiều anh em đang rất là thích đi Việt Nam hiện tại. Chưa bao giờ là hết hot, những chiếc xe DDM Việt Nam mình like đã bán hết rồi. Cái chiếc xe DDM Việt Nam qua tối qua là vừa mới mua nhá. Con này mua có 28.500 này. Một chiếc CBR. Một chiếc quen pha. Màu đỏ đun. Pha cũ rồi 2023 anh em nhá. Một chiếc Ablade. Ai phải lên? Bản đầu to trước mắt là đấy. Trước mắt là đây, giải quyết một con xe em nó đến từ Tây Ninh này. Một trong okay, những huyền thoại dành cho các ông chủ các ngôi nhà cổ, những quán cà phê đấy, rất là hợp lý anh em nhé. Để mình nổ máy test máy một 67. Chiếc xe 67 cho anh em. 67 thì những con xe cũ thì bán hết rồi, con xe này cũng mới về tối qua bắt đầu mua về nhá. Từ lúc mà anh em khách hàng, một anh em đòi rất là cao, gần 20 triệu. Hôm qua một mấy tháng anh em thương lượng thì bây giờ bán cho mình có trên 10 triệu tí thôi. Có thể khoai vào một chiếc xe 67 nhá anh em nhá, 4 số CD này. 4 số CD nhá, xe nó dọn đẹp lên nó ngon lành rồi. Đấy, dọn ngon lành rồi anh em nhá. Đấy, tâm nan những quán cà phê ngôi cổ không để bỏ qua những chiếc okay, 67. Đây, ông quay vào cái trần trống. Rồi, một vòng đi. Bô quả nhót, bô kim an nhé, quả nhót. Được cái dọn đẹp rồi nhé, sạch sẽ rồi. Đấy, giòn rồi, giòn tan. Giấy tờ đầy đủ nhé, nghiêm chỉnh. Đấy. Một chiếc đấy, 67. Đầy đủ một chiếc 67. Đấy, được không anh em? Chắc đâu. Đấy. Băng 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 băng. Rất là băng. Đẹp. Bô quả nhót, nghe. Nghe thích lắm rất anh là em hợp lý anh em nhé. Đấy, đẹp không? Đấy. Đuôi đủ. Biển 70 anh em ạ. Biển Tây Ninh. PP. Tây Ninh anh. Tây Ninh nóng đông người mà mặt trận thì lang máu tươi. Đồng Tháp bóng bóng hồng hỏi tôi yêu ai. Một trong những ca sĩ của chị là một trong những nghệ sĩ ca sĩ Chế Linh hát bài rất là huyền thoại. Mắc sen xanh. 14 triệu cho một chiếc xe 67. Xe đã độ lên dọn đẹp lên rồi, chỉ việc đi nhá. Xe dành cho anh em nào chỉ việc đi nhá. Rất là bốc nhá, để mình bơm nổ máy nè. Rồi. Chất trôi đi nhá. Đấy. Máy chất đi anh em nhá. Ông có thể quay lại cho con một vòng một chiếc xe 67 này. Một chiếc xe huyền thoại thế hệ 6X, 7X, 8X, 4X, 5X có thể chơi. Cũng thể là nó rất là ấn tượng nhá. 4X, 5X vẫn chơi anh em ạ. Giai đoạn 1972 chạy loạn. Không có những chiếc xe này mà cõng cả gia đình mà đi hoặc là di tản ra Bắc thì làm sao mà cứu cánh được. Những năm 7... mùa hè đỏ lửa năm 72 thôi, những bà con Vĩnh Linh, Quảng Trị mà những chiếc xe, những thước phim vẫn còn đấy. Đúng rồi, mùa hè đỏ lửa nhá. Ông ngoại ông đang quay, ông tham gia những trận chiến mà ông đang quay đấy. Ông năm nay hơn 70 tuổi đấy, cụ 1952. Cụ hôm nay hơn 70 tuổi. Thôi thời điểm các cụ này, những con xe 67 này chắc ông biết đúng không? Đấy, những okay. Năm 75 ông đã từng ngồi những xe này nhá. Nó vẫn còn hiện hữu chưa tới ngày nay, tiếng nổ rất là giòn tan. Đây, nghe tiếng nổ một lần nữa. Chỉ có 14 triệu thôi nhá. Đấy, những quán cà phê nào mà không có những cái xe này thì nó thật ra này, mà xe nguyên bản nhé, các trục ốc của nó nguyên này. Rất là nguyên bản nhé, xe nguyên bản đấy. Nhìn nói chung là nhìn nó dáng dấp rất là thật nhé. Đấy. Ok, em dắt anh con này anh, đi. Anh báo giá chưa? 14 triệu. 14 triệu nha. Tiếp anh. Tiếp theo đây là một chiếc DD mà thật sự ra một chiếc xe huyền thoại. CM. DD nhưng đòi của nó đòi DM nhá, và bảy vú mỡ. Ê, con xe này rất là ngon nhá. Sỏi. Chất lượng nha, xe không rẻ đâu anh em nhá. Xe không rẻ đâu, hôm qua mua của em loại là 14.800 rồi. Anh em vần vò em nó mua 16.5 nhá. Vừa rồi em bán đi để mua nhà, mua xây chung cư okay. Cho sinh viên thuê ở cho bà con ở Hà Nội đây. Ở. Đấy, con DD anh em nhìn tem mác còn zin anh em nhá. Đây tem zin này. Đây này, nhìn là nhũ zin này. Mua có 14.800 thôi. Cảm ơn em loại đã để cho anh Kiên con này. Đấy. Đây. Cũng phải từ bỏ những đam mê để dồn vào mua đất mua đây để phục vụ. Đây nha anh em
đấy. Nhầm chữ DD đỏ biển em nó là dân chơi xe 14.800. Đây đây, tem zin anh em nhá, tem zin. Sơn sơn hóa sơn zin đấy, các bạn xài sơn zin đấy. Đây, lốc máy sơn nhũ zin nhá, yếm yếm nội rồi. Đấy. Thời gian nó thời gian. Vâng, anh chờ một chút em giới thiệu. Đây em nhìn cái mặt nó rất đẹp đây anh em. Đấy, rất là đẹp nhá. Zin của nó sơn zin nhưng mà nhìn nó đẹp không? Có 14.800 cho một chiếc xe DD này, giá mình mua vào nhá. Một chiếc xe cổ này cộng cho anh em 3 triệu, nó thật sự anh em nào mà thật sự thích. 14.800 cộng 3 nó rắn giỏi anh em đây. Quay con mình cái xe 800. Nó rắn giỏi nhá, từ cái mép này nhá. Quay xuống này. Cái gióng này, trục ốc này. Mõm rìa này. Mượt mà. Nhìn mượt mà này, từ cái nắp xi nhan với củ pha vẫn zin của nó nhá. Thay mỗi cái yếm thôi. Đây bên này này. Nhìn con xe nó rất là rắn giỏi. Đặc biệt là con này được đôi da côn da điện thì quá đẹp luôn đây. Những cái đôi tem da côn da điện cái tem này là nó ai đã từng nhìn thì sẽ biết này. Tem zin. Đấy. Sơn. Rất đẹp như này. Mỗi 14.800 cộng 3 triệu. Đấy. 17.800 yên nhá. Ông nhìn nó bảo yên này. Yên dài. Đấy. Yên dài. Sơn zin nhá, sơn đây con zin nhá, sơn mặt yên vẫn zin, xương yên vẫn zin nhá. Những chiếc xe đáng để sưu tầm đấy. Máy vẫn còn chất lượng. Đấy. Đây đang trên đường về một chiếc xe zin Thái đang trên đường về Việt. Em ơi, đây đây. Đỗ xe đây để anh em cho hạ xuống cho anh ấy. Đây một chiếc xe zin. Ok, lên quay Yên Pha chào mình một xíu. Đây Việt đang trên đường về đây anh em nhá. Đánh đây. Em ơi, cho hạ xuống luôn cho cái. Được rồi, cho. Một chiếc xe zin em nó đến từ Hưng Yên này đang chuyển về đây, một chiếc xe zin này. Rồi con này mua là cả về đến nhà thành thân là bây giờ là hiện tại. Cảm ơn anh em Hưng Yên nhé. Hiện tại thành thân là đã mua vào con này là 40. Thành thân về đến nhà 46.500. Ông có thể quay vòng đây một chiếc xe này. Ông quay vòng lên bên này chứ không. Bán luôn trên này luôn. 17 ủng hộ Bắc Kiên DD Quyền Linh. Đây quay Yên Pha một xíu em mình lên B7 nhé. Xe trước mình bán hơn 50 triệu. Vừa rồi là anh em lại phải anh về Bùi Quang Hà đang bảo là con DD anh ba trả anh trả 1 triệu. Rồi không ra. Lấy thang đi. Bỏ thang. Rồi ok. Đấy, con em mua 14.800 rồi anh ạ. Cộng 3 triệu mình bán nhá. Ra nhá. Bán ra mình trước mình bán ra 51 triệu ấy. Đấy vừa rồi là mua lại cho anh em là 46 về đến nhà là 46.500. Đấy, anh em nào ai thích con này thì mua luôn đi. Xe này còn giai đoạn trượt ngày trước còn tranh nhau mua nữa. Bây giờ này một chiếc zin Thái. Đấy 2003 anh rồi. Em nhá, một chiếc đời zin Thái. Biết em có thể chào anh em như này đi. Em lấy mic. Toàn bộ khách đấy của Hoàng Kiên nhá. Rồi. Việc đi vừa đi Hưng Yên. Vừa mới đi Hưng Yên. Vâng, vừa về. Xe này bên chiếc xe này là gốc của nhà bán ra. Nhà bán ra. Bây giờ là em bàn giao giấy tờ cho đây anh gái mình đeo huân huy chương cho em để cho nó trung tướng đây huân huy chương không sao không từ bé giờ em nay em mới được đeo huân huy chương này. Thực ra thì em sinh ra thì sau chiến tranh sau khi đất nước đã hoàn toàn giải phóng nên là em cũng không phải tham gia chiến đấu, nhưng mà đây giới thiệu anh em đây là chiếc xe Zin Thái rất chi là chất lượng của rồi. Xe máy Hoàng Kiên đã bán ra cho một anh khách VIP rồi. Ở bên Như Quỳnh Hưng Yên và hôm nay là em vừa mới đi mang chiếc xe này về và bây giờ thì em xin bàn giao lại tất cả xe các công việc để em còn giải phóng chiếc xe nhé. Ở đây đây một em giao trả huân huy chương. Đây một chiếc xe 46.500, ông có thể quay một vòng với xe này đi. Vừa về nhá, đến thành thân nhá. Cảm ơn một anh em tên là Tuấn ở thị trấn Như Quỳnh Hưng Yên nó để lại cho Hoàng Kiên một chiếc xe này. Xe này đầu máy 824 nha anh em nhá. 824 đây này. Tem zin này. Em cắt đồng nhà cho anh. Tem zin. Tuấn đang chắc có thể đang xem video trên này nhá. Xe mua về anh em sưu tầm. Mua 46.500 cộng anh em 3 triệu. Thật sự ra ai mà thật sự thợ thường có thể mua về cũng có lãi nhé. Cũng được quay vòng cho con xe này. Họ có thể mua có lãi luôn. Đấy. Đời đem, đầu máy 824, đời chốt. Đời 2002, máy zin nhé. Ông quay gần cho con. Ông lộn gầm cho cái. Ông đây.
À mạng mạng ok đấy, mạng con đang kết nối rồi. Rồi ok nhá. Ok để... xong rồi. Đứng ở bên này. Ở bật đèn ông bật đèn. Rồi, gầm cho anh em ngầm. Đấy soi gầm cho anh em xem cái gầm bệ nhá, gầm rất đẹp không vấn đề thì không mối mọt gì. Rồi. Giá là tranh nhau mua rồi, trước đây là tranh nhau mua nhưng bây giờ là thôi, nói chung là mình vừa rồi anh em bán lại đây, dầu này vẫn ủ dầu ướt hết cả tay. Đây, bàn mỡ luyn. Chủ xe về chỉ ngắm thôi. 46,5 cộng anh em 3 triệu. 46 triệu cũng 500 rất là hợp lý nha, anh em có những xe đẹp này bán cho mình vẫn mua lại bình thường nhá. Chìa khóa vẫn zin theo xe này. Chìa anh khóa Khương Khói đang hỏi máy còn zin không anh? Máy zin. Máy zin anh Khương Khói ơi. Với thời điểm hiện tại là sơn zin, máy zin, một chiếc zin thái đầu máy 8224. Biển 29P7 nha anh Hậu Hậu nhá. 6481 ạ. Đây. Vỏ yên vẫn zin nhá. Xương yên vẫn zin. Gửi trẻ cổ sướng. Đấy. Mặt này, cái mặt trên vẫn zin của Thái Lan đấy. Này anh em biết đỏ lên cơ đông gần 200 anh em. Anh em lên hộ tí. Anh em chia sẻ bài giúp hai anh em ấy nhá mọi người nhá. Bô M2 nhá, xe này 6-70 triệu, rẻ, ngày trước mua rẻ ấy nhỉ, bây giờ bán lại rẻ. Bô M2, bô zin, tem zin, sơn zin, đây lốc máy zin này, chế zin này, đầu bò hơi zin, yếm của chiếc này. Ở đây rẻ quá, thôi bán sấm sớt bán cho nhanh, nói chung lọc mỗi người hưởng tí. Mới về nhanh bao em nhá. Ê, ui à, phanh quá. Không bán à? Không giấy. À, không giấy. Con tim luôn không giấy. Phành núi rụi. Phành. Này, theo mát cái độ mưa nó vẫn dìm nó này. Ánh nổ ngọt không? Tiếng nổ ấm thế. À. Vẫn dìm của nó, xin nhăn vẫn dìm nó đi. Dìm đét của nó, đây từ thế tem này. Đây sơn dìm, máy dìm. Ngọt nổ êm thế nhỉ. Ok, con này là 49.500 nha anh em nào thật sự ra thợ thuyền mua về cũng có lãi nhá, lỗ tôi chịu chứ. Xe này mua thì thoải mái. Máy zin anh vừa em hạ xuống này bán cho nhanh. Máy ngọt thế nhỉ. Ôi không quay mà. Máy nổ. 29P. Ô, máy. Thế. Ra máy đẹp anh em ạ, ra máy đẹp. Thái Lan. Càng thế ạ, càng đẹp. Thái Lan nó là huyền thoại. 543. Ok. Đều, tấm này nó đều theo xe anh em. Ok, tiếp theo đây một chiếc xe GX này. Đây. Một chiếc GX 246 anh em đang xem. Đây ô anh hỏi GX là con nào đấy? Đây anh hỏi. Ừ. GX đầu to 013 anh em nhá. Vâng. Anh cho em có báo giá cho này nhá. Không quay anh à? Không quay à? Đừng quay anh nhá. Áo anh áo xanh lên đây đấy. Lại lỗ chỉ thâm. Tàu không thích. Tí xem anh, thiệp tí xem em. 2013 nha anh em nhá. Hôm qua tí. Anh Hậu Hậu anh đang trả 48 triệu được không để anh không chốt? Được, không, không được. Được anh Hậu Hậu ơi, con đấy chất lượng đi đấy từ ạ. Đi Yên 1,5 triệu không bỏ. Rưỡi không bỏ. Đi từ như Quỳnh Hương Yên anh em nhá, trước bán ra 51 triệu còn tranh nhau mua nhá. Trước bên em bán ra 51 triệu đấy. Ờ. Biển 29L anh em nhá, đời đi. Đây đỏ anh Vinh ơi, đi đây đỏ là mua 148 cộng 3 triệu nhá anh nhá. Con này bán ra 9 triệu rưỡi nhá, một chiếc xe gọi là gió đích này. Máy zin đời 2013. Đời 2013. Máy chất lượng, vâng. Dọn đẹp hết rồi, máy nước. Mua áo xanh đang xong. Đang ngại đây. Bêu. Ngại bêu. Đeo kính như đội mũ vớt. Đáo mà nhìn đấy. Quay. Mũ quay hiểu phát kệ đấy. Bác còn quay hiểu phát nó nhanh như là. Anh không thích quay thôi. Không vấn đề đâu, chuyện nhỏ đơn giản đâu. Vấn đề bêu. 9.500.000 anh em nhá, đấy, 13. 9 triệu rưỡi có thể quay gần cho con một con xe này. Đây sơn zin, máy zin này. Đầu bò zin, máy nổ đấy, êm. Bản vành đúc. Lốc máy này đẹp này. Tem zin nhá. Cái tem này thì chắc củ cũ dán lại rồi. Đây tem là sau zin. Sơn mỗi tay sách thôi. Hiện tại con này bánh bánh con này trèo đầu lội suối nó đúng nghề nó đấy. Biển Hà Nội đắt hơn tí. Chất lượng anh em ạ. Xe máy ngon lắm. Tem vẫn còn zin. Nguyễn Văn Can em chia sẻ luôn 100k mắt xe. Ok, cảm ơn anh Nguyễn Văn Can nhá. Cảm ơn Nguyễn Văn Can. Quân Hoàng vẫn lặng lẽ xem này. Cũng vì đam mê super bên cạnh bao tiền. Ok, chờ tí nha các bạn nhá. Chờ chút mình cho mình sang Hiền Lương. Quay đỏ giá thế nào ạ? Võ Bắc Ninh, Minh Bắc, chờ mình xíu nhá, mình quay ạ. Ấy gặp bao công thế nào sao bao công giá cả xong chưa? Em bây xin đến anh bán ngay mà con này thì mà nó vào việc như này. Nhưng mà con phi chờ vẫn chưa bán được đúng không? Hả? À con phi chợ của anh Hùng màu tàn thuốc lá bán chưa? Bán hơn
Em ơi, cứ cài mấy cái. Em ơi, còn bao nhiêu con em bán được thì chả thấy em nói gì. Kia ơi, anh con về xích nếu mãi. Con về xích nếu mãi không thể bán nổi. Em ơi, con nọ con kia em ạ. Đúng không? Thế con trắng này là con bạc. Đeo hàm cho anh, đeo hàm cho. Chào mọi người nhá. Xin chào mọi người. Rồi. Đây. Cái về xích trắng á. Vẫn còn. Hay là con nhưng mà em ơi, nhưng mà con màu đồng bán thôi. Bao trời, bao trời. Mọi người phải có con nọ con kia lên, năm con tay, con dài, con ngắn như này. Bao thành phải trông hết thì đó, bằng nhau hết nó là thiên tài kia nè. Lấy đâu ra? Hoài trắng. Đúng không? Bằng nhau hết nó là thiên tài. Con tàu này mông má giật rồi. Kia đây đâu? Sôi tàu. Tàu. Ơ. Tàu. Nhìn cái kiểu gì đấy? Đây này. Hả? Tàu hết rồi. Đầu bò hơi tàu. Ai bảo hơi anh kia nhìn lại xem nào. Đây em quay đầu bò hơi tàu. Kiên nhìn lại đi. Hát này, cái này. Nó lại mẹ muốn cái. Anh em nhìn cái cánh bướm này. Đấy, Kiên nhìn lại đi. Cái mông xe nó làm thế này, mình mua được thế này. Đầu bò bé tí. Loại zin thì lại Kiên ơi, Kiên nhìn lại đi. Máy móc cái Kiên. Cái loại này mà lại tàu. Cho bao công lên cho nó vui, cho nó zoom anh em, cho nó zoom cộng đồng mạng. Đúng rồi. Đấy. Ôi. Lấy đâu ra mà trượt bốn. Chân hôm qua có lấy yêu quỷ không mà chơi chân hôm nay là yếu thế. Ôi giời, có quỷ không? Rồi. Biết là con này thì nó... Con này mang lên chợ tốt bán thôi. Để dành cho những anh em trèo đèo lội chuối. Con này anh này mang chợ tốt bán được. Được không Kiên? Rồi. Mang chợ tốt bán được. Trình Phạm. Con này thì về thì không phải làm gì thôi. Để dâu dài đi bạn ơi. Anh chờ Trình Phạm, anh bảo anh để dâu. Không phải làm gì. Bao công. Con đỏ kia mà kia không con không chờ đấy. Con đấy hiếm như thế mà Kiên mua. Con đấy bán ngay à? Con hiếm như thế mà Kiên mua. Đã 2-3 triệu một tiền. Con này hiếm như thế. Thôi con này lên cho vui thôi, không còn cái gì zin nhá. Tàu hết tất tần tật, không còn một cái gì zin, còn mỗi số khung trong máy zin. Không còn cái gì zin. Em nhìn nó không còn một cái gì, từ ngón ốc cũng không còn. Kia này áo máy xì lanh cơ, kiếc áo mai cơ, kiếc lầy máy này mà lại bảo. Ông nào kiếc, ông ăn đồ, ông ăn kỹ thế, ông ăn không còn một gì để lại cho người ta một tí nào. Còn cơ kiếc rồi, máy móc này mà đi. Về loại này không phải làm gì luôn. Thế phải không? Thôi lên cho vui thôi, anh bán mấy triệu con này anh chả hạn. Nếu mà mấy triệu, chợ bỏ đi kia đấy nhá. Thôi lên lên cho nó vui. Anh em thôi cho lên chợ tốt để bán, để anh em đập cho khách cho nó tiện. Nhá. Ok xe này vừa về nhá, vừa về. Từ, để tắt này. Mỗi hát vừa về đây, nóng hổi vừa mới ra lò đây. Mì, bánh mì vừa mới ra rổ đây, anh em đang nóng hổi. Nóng giòn đây, đăng ký 019 nhá, vừa mua này 61 triệu anh em nhá. 125 CMS vừa mua xong nhá. 61 triệu cộng anh em 3 triệu một chiếc NH 2019. Đấy, anh em ạ. Xe bánh mì nóng giòn vừa về, vừa ra lò xong, vừa về xong nhá. Mua quá hợp lý luôn anh em ạ. Vừa mới về tại cửa hàng anh em nhé, biển G Thanh Xuân. Con này về anh em có thể mạnh bao công là này. Dọn dẹp. Bao công với Khẩu Minh là này chả lắm là này, không có xe ngon. Toàn hàng xuống cấp. Không săn được. Khẩu Minh với bao công là chịu. Không có anh em ạ. Đấy con này về nhá, phải thắp một cái ốp này nhá. Vừa mua về thôi, hàng em nó vừa chân lấm tay bùn. Quê gốc Thanh Xuân. Đây nhá. Đây em một vòng này. Vừa mới về tại cửa hàng anh em ạ, đời 2019. Mình ở trên nói thật nhưng thích xe Win 100 lắm. 90. Còn thích giờ là không. Anh Khánh Khánh. 61 triệu nha, đăng ký 2019 nha anh em nhá. Vừa mới mua xong về tại cửa hàng. Công tơ chạy hơn 2 vạn, xe dán kín ni lông anh em ạ. Nhân ni lông cả dán đầy đủ ấy. Công tơ này chạy hơn 2 vạn 4 vừa mua về xong. Đây có sức sát anh em này. Đây dán ni lông giờ về thích thì bôi tí nhũ vào đây. Bôi tí sơn đen hoặc là sơn. Hoặc thay cả cái cánh yếm này hết có 170.000 nhá. Đồ SH nó rẻ như không. Đây chưa vấn đề gì. Đây xay một tí này sức ngoài lông luôn. Lách áo đây chưa vào lên thịt nhá. Chỗ này là vào lên da này. Chỗ này bị xước xước tí nữa. Chưa vào da, chỗ này chỉ rách áo thôi.
không bị đâm nổi đâu. Đây cái nắp này chưa cậy này, cậy phát này. Úi giời, bây giờ mình mới cậy lần đầu nhá, từ ngày mua đến giờ. Đẹp không? Bây giờ mới cậy lần đầu nhá. Chưa tháo trục lần nào. Cái xe nó con này có sứt một tí nhá, đây này sứt một tí nhưng mà về chấm lấy sơn đen, lấy bông ngoái tai bôi tí vào đây là đẹp, bóc ni lông ra đẹp nhá. Xe chưa không mộc chưa dọn. Bỏ yên đẹp. 61 triệu cộng 3 triệu nhá, vừa mua ở nhà chủ vừa về nhá. Con xe này chủ xe rất là rắn, chủ xe cách đây 2 tháng đòi 65 triệu. Nói chung là tất cả những anh em các cầu thủ bóng đá đều không thể đấu giá được. Đến Hoàng Kiên là xong. Đúng không? Được cái mình rất thích cái chất, nhất là để nói xe nó chất lượng ấy. Chất lượng mà. Đi hơn 2 vạn. Xe này dành cho anh em mệnh mộc, mệnh thủy là rất là phù hợp. Mệnh hỏa thôi. Anh em mệnh hỏa chơi màu khác. Đấy. Đây vừa đã lắp titan này. Titan. Ốp titan. Đây lúc máy vẫn nổ đấy nha anh em nhá. Máy zin. Giảm sóc 7 màu đây, giảm sóc vẫn còn đẹp đấy nhá, giảm sóc thứ vẫn đẹp. Lốp vẫn theo xe zin cả đôi, chưa vấn đề gì cả. Đây là các cái này giờ bóc ra mới. Thay với một cái ốp này nhá. Các loại này đi đô thị nó hay chọc qua đây nó hay vỡ. Bao giờ cái ông tắc đường, bao giờ ông trước gối cái bánh trước gối bánh sau. Đấy bao giờ nó sẽ hay bị dồn. Không, tránh được. Có một chìa khóa đúng không? Có một chìa khóa đúng không? Hiệp hiệp. Hiệp vừa đi mua đi mua về đây đây. Hiệp 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 là người đi mua đây. Hiệp hiệp chào anh em nhá. Đeo đeo quần hàm. Ừ. Quần hàm. Ồ, quần hàm anh em. Chào. Con này 2018. Ừ. Đăng ký. Đăng ký tháng 6. Đăng ký thì 2019. Đăng ký tháng 6 2019. Xe để 2018. Ừ. Thế hiệp mua là bao tiền? Ở đây là 61 triệu 200. Mua là 61 triệu, về đến nhà là mất xe ôm Grab đúng không? Đây anh em này. Thủ tục những anh em đến bán xe sẽ biết là trực tiếp là Hiệp là người đi mua xe nhé. Đây là Hiệp em đang đi chuyển xe đúng không? Vâng, em đang đi chuyển. Đây hợp đồng công chứng có kèm theo đi sẵn nhé. Lăn vân tay đầy đủ này anh em này. Nhân viên thì mình đi mua xe này, có lăn vân tay nhé. Đấy như kiểu mua bán nhà đất ấy. Đây đầy đủ hợp đồng công chứng này. Đây này đi gửi xe đây, một đây. Số xe. Đây một chiếc xe này đi gửi đi Thanh Hóa đây, biển sơ Thanh Hóa đúng không? Nguyễn Công Minh, đuôi số biển số 64 này, Thanh Hóa. Xe đỏ đen nha anh em nhá. Anh Minh ở Bỉm Sơn này. Đây một chiếc bây giờ em đi chuyển đúng không? Vâng. Anh Nguyễn Văn Hường này, Quảng Ninh. Bưu điện Đầm Hà Quảng Ninh này. Con biển 66 hôm qua, con vàng đen biển 66 hôm qua đấy, con lít biển 66 hôm qua đấy gửi về Đầm Hà Quảng Ninh này. Anh Lê Đức Yến này. Lâm Đồng. Ở Tự Phước, phường 11 Đà Lạt, Lâm Đồng này. Tổng thu này, con xe này xe gì ấy? Future nhá. Future 110 đúng không? Tại Hiệp đang đi gửi đúng không? Vâng. Em đi gửi ban xe này. Rồi, em xin phép em đi không lại muộn con okay. Này. Khách. Rồi Hiệp chào anh em đi. Rồi. 61 triệu rồi nhưng mà đi anh em đi mất 200 nhưng mà thôi mình cứ lấy gọn là 61 triệu cộng anh em 3 triệu. Tính ra được có hơn 2 triệu một chiếc SH nên mình nghĩ cũng là quá hợp lý thôi. Anh em đi mua. Xe này giấy tờ sang tên thoải mái nhá, toàn ngon lành. Không thấy tai nạn và vấn đề đâu. 64 triệu nha anh em nhá. Rẻ đấy, em thấy rất là hợp lý thật này. Tầm này anh em mà đang chuẩn bị anh Tết Bùi nhất thôi. Để DD chú Kiên nhé, 17 triệu. 17 triệu 800 đây anh ạ. 17,8 thôi, để cho anh 17,5 Bùi Hữu Hà nhá. Chia sẻ ám phát. Khanh Khanh, Hiệp em trai Dung đúng không? Không phải, Hiệp là anh trai của Thiệp nhá. Anh trai của Thiệp. Trinh Phạm tưởng con đó đẹp nhìn. Đâu vậy mà dám Phạm Tương Bần. Để Hoàng Kiên ca ca. Anh Trinh Phạm. Rồi tiếp theo một chiếc đò đi Việt Nam anh em nhá. Dream Việt Nam biển Hưng Yên, anh ông quay cháu một vòng đấy 012. Anh chị Hương Long ơi, basic có nhiều nhá, rất nhiều. Anh lấy con xe của bao công đi, của bao Thanh Thiên đấy, một con xe có 4.000 cây mới nhất Hà Nội luôn. Con đấy em mua là 48.500 rồi. Cọc rồi à? Anh ơi, DD đỏ cọc rồi anh ạ. À, Quyền Linh DD em vừa cọc rồi mà. Ờ, vừa cọc rồi, vừa báo cọc rồi. Ok, cảm ơn anh Quyền Linh nhá. Quyền Linh cọc con xe DD mất rồi anh ạ. Đấy, anh em nào chậm thì cảm ơn anh Quyền Linh nhá. Quyền Linh con này đẹp quá. À. Anh kiểm tra cho em con này biển 89C105657 đời 2012 nha anh em nhá. Ừ. Đấy, một chiếc Dream Việt Nam. Máy vừa rin. Mới mua con này, mới mua. Em ơi em báo lại giá cho anh con này. Vừa mới mua chưa có giá. À đây để kiểm tra lại giá nội bộ đây. Có chưa anh? Chưa có. 89C1
89C1. Vừa mua đây là 89 đấy nhá, chưa có giá. Giá hầu như mình đưa ra giá là 900 đấy. Đây, Dũng Hàn đây, con quay đỏ chờ tí. Con quay đỏ chờ tí. Em mua 238. Mua 238 à? Vâng. Đời nào đấy? 2012 ạ. 23.800 cộng em 2 triệu nhá. Rồi. 25.800 đời 2012. Chiếc Dream Việt Nam. Rồi, Dream Việt Nam. 25.800 cũng hợp lý mà. Con này máy zin nhá, con này máy zin đấy. Rồi em. Thôi cộng 1.700.000 cho nhanh, anh thấy em à. Có xe nào tầm chục không? Xe mua tầm chục hơn chục. Quay, quay 100. Ok, thỉnh thoảng có xem anh không? Ok, bắt tay nhé, anh cảm ơn nhé. Làm luôn, con quên pha. Chị Thoa ơi, xong là tiếp cho em nhé. Em ơi, em có thể chào các anh như này thế. Rồi, em tên gì ấy? Em là Tần. Ở đâu qua đây? Em ở Thanh Oai qua đây. À, ở Thanh Oai. Ủa rồi, có ông anh con 82 bán đẹp nhất Thanh Oai. Đẹp nhất Thanh Oai. Có người mắng. Chị Thoa ơi, chị tiếp em nhé. Em theo chị Thoa giúp anh nhé. Em đi cùng luôn với bạn sang bên nhà 62 cho anh. Rồi anh em đang bảo quay con Wenfa dọn rồi nha anh nhá. Chiếc Wenfa đầy đầu đấy ạ. Hải Dương có Oi Vision tầm 20 đổ lại không? Có Hải Dương ơi. Có đây nhiều là nhá. Con Wenfa đời 2012 này anh ạ. 23.800 cộng 1.700.000. Đấy. Một chiếc đâu con Vision. Vision này. Một chiếc Wenfa anh em nhá, đời 2002. Đời đầu tiên của bản da máy đen này anh em nhé. Hôm trước là bên em like là chưa dọn, hôm nay đã dọn ngon lành hết cho anh em rồi. Chưa anh có em giá trên này, này. Có rồi đấy anh ạ. Có không? Biển 29S1 anh em nhé. 8291 Quay. Cái ghế đâu nhỉ, cái ghế tròn tròn anh nhớ đâu. Quay 8291 chưa nhìn đâu. Có thể quay vòng đi. Em kiểm tra máy móc đi nào. Máy vẫn đang nổ đây anh em ạ. 2697 em đang xem. Ở chỗ 269 ấy. À. 9.800.000. À, con xe này hôm qua mua của anh Năm đây mà đúng không? Đúng rồi. Con này qua vừa like xong Đức lại mang ra này. Không, con này like mấy hôm rồi. Con này dọn hôm trước là mua. Hôm trước là mua chưa dọn, hôm nay là dọn đẹp rồi. Mua bán bao nhiêu? 9.800, bán 9.500.000 ạ. 9.800 bán 9.500.000 nhá. 9.500.000 đồng nhá. Một chiếc Wenfa đời 2002. Đây ông ơi, ông quay cho cháu về. Máy ngon lắm anh em, xe này đi ăn đi làm. Grab xe ôm đều ok, chở hàng nhất đều ngon nhá anh em nhá. Cái dòng Alpha này nó rất là bền. Một ăn chiếc xe Jim này mua là 28.000.000 một chiếc xe Jim này anh em nhá. Một chiếc xe Jim. Hàng đẳng cấp đây, một chiếc xe Jim này bà mua 28.000.000 tối qua mua nhá. Xe mua với mẹ. Chia sẻ bài với em ấy nhá. Khoe ăn nhá con em. Wenfa đấy là 9.500.000 nhé bạn nhé. Wenfa đời 2002 đời đầu ạ. Mua có 28.000.000 anh em nhé. Đây đây có tiền cho mấy đồng. Đức ơi vào lấy cho 100.000 cho. Đây đây cho 100. Anh lấy rồi cho đại ca này. Đây đây. Ờ đại ca ok. Đây bán gì đây? Bán chài ạ. Ờ bán chài à? Đúa. Ờ ok. Đã biết mua gì đâu. Ôi, cho trong. Cái gì Diễm Trang á? Ừ, Diễm Trang làm cái gì? 20.000 ạ. Thôi, Diễm Trang một gì, thôi cho. Cảm ơn anh nhận điếu bà luôn. Cảm ơn anh như này. Cảm ơn anh như này cho em. Cảm ơn anh nhá. Vâng. Anh nhá. Rồi, giới thiệu ở đâu ấy? Em ở Nghệ An. Nghệ An à? Tên là đâu? Tên là gì? Em là Thành ạ. Thành à? Thành ấy ạ. À, Hạnh ạ, Hạnh. Thành. 1985. Vâng. Ô, này tên gì? Anh Hạ, ông Hạ. Ông xã. Anh Hạo. Anh Hạo. Vâng, ở Quỳnh Hiền. Nhưng mà chồng chị. Không, ông Hùi. Ông Hùi. Rồi, tôi chồng ra đây, để cho tiền. Đấy, trai em mày thấy ạ. Ok, cảm ơn. Cảm ơn các anh như này, các anh trên này đang rất đông. Dạ, anh đứng đây. Ở chỗ nào Nghệ An đây cho nào? Quỳnh Lưu ạ. À. Quỳnh Lưu Nghệ An cho nào, vâng, phường Quỳnh Mai Hương. Vâng, Quỳnh Lưu ạ, vâng. Thị xã Hoàng Mai. Vâng. Quỳnh Lưu Nghệ An. Vâng. Xác nhận khuyết tật. Dạ. Ra đây có tiền. Anh ở Hoàng Mai luôn. Bảo anh ra đây em cho trăm. Anh Hảo ơi. Không, mình vẫn danh dự. Ông quay danh dự. Bảo trong nữa. Đây, trong đây, cho trong Hoàng Kiên cho các anh đại diện cho. Không cầm lấy này. Ngại đi ngại bêu. Ngại.
302 anh em vẫn đang xem. Rồi cho em gửi 100 cho anh đấy nhá. Trên like nhá, phải báo cho các anh và các anh ở trên cộng đồng mạng, các doanh nghiệp để cho anh. Vâng. Đấy, hôm nay 20/10. Hôm nay 20 tháng 10 à? Ngày 20 mùa bay. Ừ. Vâng, em cảm ơn chị ạ. Ở đây, ok. Xoa xoa chào anh như này các bạn. Vâng. Vâng. Chào nhá. Mai đến nhá. 28 triệu cộng anh em 3 triệu cho một chiếc xe gym. 31 triệu đồng nha anh em nhá. Đời 20 đầu máy bao nhiêu đây em? Đời 2012 anh ơi. Đời 2012. Đấy. Đấy chúng các anh cho nhá, chứ em không có tiền đâu. Hoàng Kiên không có tiền. Các anh trên này cho đấy. Đại diện ok anh nha, các bạn các anh anh em nữa ở trong Nghệ An ra đấy bán hàng cái cảnh nó khó khăn. 31 triệu đồng nha anh em nhá, chưa chắc là thiếu nhưng mà đôi khi nó này nó hơi bị thiệt thòi tí đấy. Anh Lam Trường Trường ơi, em là kim em gái anh Kiên ạ. À, em là em gái ạ. Kim đỏ chót nhá. Rồi được không? Ôi máy con này chất thế. 2012 nha anh em nhá. Máy chất thế đây. Đồ bò zin đét lên đẹp. Ông nào không mua con này móc luôn. Đẹp lắm, này vành bánh tâm nan zin hết của nó, không phải gom tỉa đâu. Đấy mình mua này, yếm con zin theo xe nhá. Toàn bộ của nó theo xe hết đấy. Quá rẻ. À? Đây nhá. Thợ thuyền để mua về kiếm 1 2 triệu con này được nhá, lườn nóc đẹp. Gầm bẹ ông ngó, ông quay xoay xoay gầm rồi đấy. Đấy. Chính vụ không phải làm lại đâu nhá. Xe đây. Không phải làm mới đâu nhá. Quay rồi đúng không? Sếp Kiên được hai khách VIP anh Chính Vũ. Anh Tuấn An Bùi Nghiền miền Trung rất thật thà đúng không ạ? Đồ rất là đẹp nha anh em nhé. Sẵn sàng độn gầm xem. 30 nhé. Không được anh Tạ Tuấn ơi, không được đâu. Này đẹp này. Thật ra mình mua rẻ bán rẻ đâu xe này, nó thật là 31, 32 mình mua vào mà có gì đâu. Phải đến tận nhà chủ xe mua nhé, không đơn giản đâu. Đấy đội ngũ của mình đi săn không đơn giản. Ông quay qua cái lốc máy bên này vẫn zin nhé, xe chưa mông thế nào nhé. Lốc máy mà không vấn đề gì đây. Ok anh Trần Văn Dinh nhá. Thợ có thể mua được làm được 1 đôi triệu. Xe đẹp mà đấy. Anh 31 triệu đấy 2012 nha anh em nhá. Biển 29T166371. Biển Hà Nội nha anh em nhá. Phủ sóng toàn quốc. Tất cả anh em ngoài Bắc mình đã có biển Hà Nội là bán lúc nào cũng được nhá. Đúng rồi, nào cũng ok. Tiền nguyên 30 để em cọc. Anh em đừng mặc cảm gì, thật thông cảm một cái. Anh em dòng xe cổ anh em toàn làm 5, 7, 10 triệu, 20 triệu một con. Mình đây làm 2-3 triệu anh em đừng nghĩ gì. Rồi. Bởi vì chơi xe cổ này nó là nói chung là chơi xe cổ này, những con xe này là nó là độc quyền mà. Gần như là mỗi gia đình chỉ có cái thôi. Nó phân phối ấy, nhà phân phối nó như kiểu là nó kiểu cửa hàng mậu dịch thời bao cấp ấy, nó không có nhiều nữa để cho mỗi người mua nhà một cái đâu, hiếm. Mình cũng phải cố gắng để mua nhá. Rồi, tiếp theo chiếc SH 2018 anh em nhá, 125 cũng là bản LED 2 tầng. Rất là nhiều anh chị em tầm này là chuẩn bị là Tết anh nhất Nguyên, rồi. Anh Nguyễn Thanh Nguyên xe Hà Nội vẫn là nguyên ngon nhất vâng đúng không ạ? Rồi, chọn cho mình xe Hà Nội nó không bị trèo đèo lội suối nhá, xe nó không có đường xá, nó không bốc mô như thì giảm sóc rất ngon. Xe anh, xe anh, đô xe đô thị mà rất anh ngon. Bùi Quang khung sườn rất chắc. Đỗ Quốc Toàn. Bùi Quang Hà đang bảo là anh để anh con Dream 30 triệu 500 nhé để anh cọc. Anh em qua đang bán 32 đấy nhá anh nhá. Anh ơi anh cứ cọc đi xong bọn em ra lọc chút lấy may nhá anh nhá. Tại vì là bọn qua, em tối qua Long nó triển khai bán 32 đấy, đang 32 mà nay mình tự hạ xuống 1 triệu nữa đấy. Nguyễn Quản Gia anh em trả giá mất xe. Anh Nguyễn Ngọc Ánh anh 30 triệu được không anh Kiên để em cọc. Đấy anh em đang trả 30 triệu 05 rồi đấy anh ạ. Rất đẹp. Thôi anh em nào mà cọc xe đấy có thể liên hệ trực tiếp với anh thợ có thể mua được nhá, về bán lại có lãi luôn. Nhân viên bên em đi, anh em là báo trước thì cọc trước ạ. Con này 29X7 này, một chiếc xe SH đây anh em nhá. 2018 anh em nhá, biển 29X7 46867. Chính chủ vân tay nhá. Đấy, bản LED 2 tầng anh em nhá. Con này chạy bán ra này 62 triệu. Chạy 62 triệu anh. 62 triệu 2018. À 2018. 62 triệu. Mùa thu này bắt đầu là qua Tết Trung Thu rồi, đã nhìn thấy Tết rồi. Anh... đã tới Tết, coi là anh em đã tới sắp, Tết. Bây sắp giờ Tết tranh rồi. Thủ mua thì không có đến mấy nữa lại không có xe. Mới giờ toàn những xe. Mùa này là mùa của chuẩn bị chơi du xuân rồi đấy. Rét rồi, chuẩn bị rét rồi. Rồi, du xuân anh em lại
phượt phượt thì gần Tết phải phượt phượt con này cho em. CPR anh em nhá. Chào Dương Văn Công. Con dê đẹp thật, Trần Đức. CPR dành thể thao cho anh em nào phải thích con tay, thích thể thao. Ở đây mình mua một cái xe có mấy triệu, mấy trăm nghìn, nó không được tính toán gì. Thật sự hãy để anh em kiếm tí. Cơ bản là nhà mình quân quyền đông nhá, nhà mình 40 nhân sự cơ, các bộ phận nhá, ông bê mâm, ông bê bát, bê đũa, ông bưng xong bưng ngồi nhá, rất nhiều, ông cất dọn, ông giải chiếu, đấy. Nên em cũng thông cảm cái là okay, mình đưa ra giá nhá, cũng hợp tình hợp lý mà, không cao đâu. Rồi anh Nguyễn Văn Phúc, quan trọng là nhiều khi một vài trăm nghìn anh em cứ cố lên một xíu, tại vì bọn em giá đã là cân đối thấp nhất có thể. Đường công xe ngon rồi, không phải quay đâu, không có tai nạn ngầm nước, xe đấy quá ngon rồi. CPR anh em nhá, con này biển 37 Nghệ An, 37H1. Anh em quay xem nào thì cố gắng xem tập trung hộ giúp cái. Chỉ một tuần hương là Đức bê mâm nó bê mất rồi nhá. Tên em là Đức bê mâm rồi. Đấy. Một tuần hương là xong. Đấy. Thể thao. Xe này mua rất là lâu rồi nhá, mua 29 triệu đời 2018. Đăng ký 2018, mua 29 triệu anh em nhá. Mua 29 triệu con CPR này anh em, cộng cho anh em 2 triệu. Một chiếc CBR đăng ký 2018. Em nó đến từ Nghệ An. Đấy. 29 triệu xe này mới tinh đầu tiên, mới tinh lăn bánh. 140 triệu. Xe này nhập khẩu Thái Lan nhé. Xe này nhập khẩu Thái Lan, Honda Thái Lan đấy. Lốp còn đang vẫn còn theo xe này, nhìn ra lốp nó mòn tí nhưng mà nhìn trông chất này. Ok, cảm ơn anh Nam Trường Trường ạ. Anh đã mua xe rồi đúng không ạ? Con đấy ngon mà, con 31 đấy ngon mà. Đăng ký 2013. CPR anh em nhá, dáng lốp còn xin theo xe nha anh em nhá. Con này lốp còn xin theo xe, mua 29 triệu. Cộng 2 triệu. Phượt anh em ạ, phượt. CPR xe nhập khẩu Thái Lan. Phượt. Xe nhập khẩu Thái Lan nhá. Rồi, tiếp theo một chiếc SH tiếp theo nha anh em nhá, màu trắng. Con này đời không 276 anh em vẫn đang xem. 16150. Dương Văn Công bây giờ không quay được rồi. Quốc Huy PSX thì nó là ở trên tầng mất rồi, chưa chắc nó mang xuống rồi đâu. Rồi anh em nhá, một SH 2016 bản, đây là bản cuối cùng, vào đây 2017 form mới đấy. Đây hôm qua anh cháu một vòng. Đây mua của SH rồi, mua của gọi là mùa xuân rồi, mùa của gọi là sự đam mê, mùa của sự tiêu tốn rồi. Họ mùa của đốt rồi anh em, chịu khó móc túi rồi. Rồi biển 29V1 anh em nhá, 3802. Đời 2016 anh em nhá. Vâng, bản khóa Smart Key đời cuối cùng. Mua này 50 triệu nhá, cộng em 3 triệu một chiếc SH. 3 triệu, là 150. 125. Dán tem 150 thôi. 150 mà anh. Phải khai ép cơ. 125 nha anh em nhá. Nó phải KF, GF nó là trên hệ số trên 125 nhá. 125 anh em ạ. Dán tem 150 thôi, gọi là dán giả luôn thôi. Nó là giả luôn cả từ đây. Không, mình dán tem 150 để cho nó sang. Vì 150 đắt hơn. Dạ. Nó như kiểu bản mẹt, bản E thì mình dán bản S mà bản... Không, cái này là từ nhà sản xuất nó bản dán. Bản C thì mình dán bản E, nói chung là ông nào cũng vươn tới đỉnh cao. Bản S thì mình lắp hẳn tem Maybach đấy. Đúng không? Ê. Ờ đây này anh này. 150. Đây này. À đây 150 rồi. Sorry anh em, con này 150 nhá thì rẻ quá. KF này, KF 150 này anh em này. Đây này. Dung tích xi lanh 153 phân khối này. Trong đăng ký ghi 125 mẹ. Ô xỉa thế mình nợ. Đây mình đang bảo đằng sau nhà sản xuất dán anh kia này. 150 53 cm sang cm khối. Đúng không? Đăng ký là 125 à? Trong đăng ký ghi 125 anh em nhá. Đúng rồi, đây con này chắc là mấy anh em công an đánh nhầm, đánh nhầm. Đương nhiên. Mình mua cái xe đắt thêm mười mấy triệu để đánh 125 thôi thì bán lại mất giá. Ở đâu giá rẻ thế? Thế thì rẻ quá. 150/2016. Mua có 50 triệu. Quá rẻ, quá thông minh. Bản mặt đồng hồ xanh. Bản mặt đồng hồ xanh quá ấy. Rẻ, vẫn thế, vẫn cộng cho anh em 3 triệu. Thế chung chỉ bán giá 125 thôi nhưng mà xe này rất may mắn nó là được 150. Bây giờ ai mà về sang tên là trực tiếp đánh số là 150 luôn nhé. Tự sang tên, tự bên công an họ sẽ tự tìm cái nhìn thấy xe là người ta làm đăng kiểm. Trên điện thoại anh ấy. Điện thoại anh á. Ừ. Thì em nhìn đúng đời là kế toán báo 125. Đây đúng đời cái mặt.
xanh đời này mất là tem đấy. Đẹp quá. Là đúng đời mà. 53 triệu nha anh em nhá. 150. Trời quá rẻ đúng không anh em? 10. Bằng một chiếc xe Amelie mới bán cho nhau mua bán bây giờ bán 94 triệu. Con xe này nếu không nhầm một con xe này dành cho người vận hỏa bên thổ. Xe đã rút hồ sơ nhá, cho người vào tên. 68 triệu đi anh. Bán ra là 68 triệu đời, không 19 anh em nhá. Bản cao cấp nhất của dòng xe này, đắt nhất của dòng xe này. Hồ sơ cầm tay nhá mọi người nhá, con này 125 đi mấy nghìn cây rồi ạ. Đi có mấy nghìn cây thôi. Em này 19. Có nhu cầu có 5.000 hơn 5.000. Tóm lại con này nó rơi vào tầm khoảng 8-9.000 rồi. Cũng không luyến. 125 CBS anh em nhá. Bán cho mình 30 thôi để mình chọn nhé anh. Cuối cùng không luyến. Hồ sơ cầm tay đấy ạ. Anh em nào có thể về đăng ký vào tên luôn. Em bán ra 68 triệu nhé mọi người nhá. Tầm này anh em đã vào xe là ok rồi. Chào hai anh em nhà mình, con xe Future 17 triệu. Sáng qua nay không. Anh Bùi Hữu Côi ơi, xem sẽ 5 ngày live, còn nếu không bán được sẽ quay lại một lần nhé. 5 ngày sau mới quay lại vì nhà nhiều xe. Dương Văn Quân Công đem vừa rồi chốt luôn 31 triệu ạ. Ok Dương Văn Công nhá. Anh em như còn gym vẫn có nhiều. Rồi tiếp theo một chiếc yêu ái quá nhỉ. SH đời 2018 anh ơi. Đời 2018 150 29S 179840. 79840 anh em nhá, 150 phanh ABS. 150 ABS anh em nhá, 82 triệu. Vâng, 82 triệu anh em ạ. Đăng ký tháng 8 2018, chủ xe là Lê Công Huân. Máy zin. Hai Bắc Ngỗ. Kim Bắc Kim Nỗ Đông Anh Hà Nội. Đấy. Quê hương của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Anh Trường Nguyễn ơi, xe đã đi sang tên con nào em cũng sang tên được hết ạ. Bên em xem là bên đấy. Em cũng sang tên được thoải mái. 82 triệu cho một chiếc xe đời 2018 150 ABS anh em nhé. 50 ABS. Tất cả những đường like của mình đưa ra giá là thợ thuyền có thể xem để mà tì vào giá để mua nhé, để buôn nhé. Những anh em nào mà cứ bảo thủ là bị lạc giá là lỗ vỡ mồm đấy. Giá của mình tương đối là giá chuẩn giá cho thị trường nhé, mình không bán đắt đâu. Hai chìa khóa hai một đôi. Yên đẹp. 82 triệu nha anh em nhé, 150 ABS đấy ạ. Đấy như anh em là thợ hoặc anh em cầm đồ cứ chịu khó xem Hoàng Kiên là biết được giá thị trường ấy. Duy Huyền, Zim 31 triệu chốt. Không biết ai đã chốt chưa. Em nghĩ là con đấy anh em cũng sẽ cọc rồi đấy. Anh em... Con này nó lắp đèn bi anh em, đèn bi. Ui giời, ạc quá nhỉ. Màu hình quá. Đấy, anh em đang báo là xe cọc rồi đấy anh em ạ. Xe cọc mất rồi. Vâng, đang báo là xe cọc. Con đấy cọc được mà. Tất cả những xe vừa rồi mình like là hầu như cọc hết rồi. Về anh khách em đến của anh đây đang cọc xe Dream đúng không? Về không được chê. Con đò Dream 31 triệu 4, đúng không anh? Con xe qua 43 triệu mua của anh Vũ Vũ Khiêu bán mất rồi. Xe này cọc rồi. Ok. Cảm ơn một người đẹp đã cọc con xe Dream biển 31 này. Anh nào cọc thì xuống tên lên đây để anh em cảm ơn anh nhỉ. 82 triệu cho một chiếc xe 150 ABS. 150 2018 ABS. Một chiếc xe dáng đẹp. Dáng rất đẹp của xe này, nó là luôn luôn nó có một cái gì đấy. Nó đi vào huyền thoại. Không ai muốn bỏ nó. Đấy, mặt rất là đẹp nhá. Và đây là độ đèn bi nhá anh em nhá. Chủ xe đã độ bi. Đấy. Máy ngon, êm, đẹp luôn. Form đấy em vẫn thích, form đấy rất là đẹp. Đây một chiếc màu đen này. Đen sần 150 anh em ạ. Bản 160 bản 2022. 160 đấy 2022 anh em ạ. Một phanh nha đấy. Đấy giáo sư Vũ Kiêu ra dình mò suốt đấy từ sáng giờ dình Hoàng Kiên. Đây rồi lên này. Rồi lên đấy, đi cho nó zoom này. Em đến từ quê hương 5 tấn nhá. Người phụ nữ nặng nhất thế giới. Rồi anh em một chiếc 160 anh em. Chị 2 5 tấn, quê ở Thái Bình, 2012. Giá rất rẻ nhá, con này giá nhập Hoàng Kiên mua có 86 triệu một chiếc xe. 160 ABS. Mà bản đen sần 86 triệu nhá, xe mới giờ vẫn bán 106 triệu. Chủ xe vừa mua mới đi được có mấy nghìn cây đã lỗ mất hai mấy triệu nhá. Đây. Xin chào người thợ điện. Người thợ điện, người thợ điện. Đây, đang live. Chào. Xin chào. Rồi. Tên anh em Giang thợ điện nhá, một trong những con ông thanh niên ấy. Rất thích chơi xe. Con ông cháu già đấy nhưng mà vẫn cứ Hoàng Kiên chơi xe rất nhiều nhỉ. Bố bạn ấy cũng là một trong những lãnh đạo của ngành điện lực ấy, nhưng mà vẫn thích những chiếc xe Boeing. Rồi, những chiếc xe vừa tiền. Ok. Bây giờ tôi đang muốn tìm con Boeing.
Ôi ôi ôi. Rồi ok. Chị ơi, bán cho em con ôi vừa vừa tiền, ít ít tiền. Ờ nhá, đang nhá. Hôm nay không thấy bộ quần áo kiểu dầu khí. Đi xem. Ờ nghỉ xem. Đang chào anh em trong sang nhà đi. Rồi, xin chào cửa hàng. Đây đây đây. Theo Phạm. Ừ, để đánh chơi. 86 triệu có em 3 triệu. Quá gì à? 89 triệu. Mấy anh em Thái Bình nó làm con này đi. Này Thái Bình ơi. Sao mà yêu đến thế? Bản sân nhá anh em nhá, bản sân. Bản sân. Anh yêu em Diêm Điền. Hàng phi lao gió hát. Này. Anh đi tắm mát ở tận bến Đồng Châu. Anh qua con sông sâu. Sông sâu đã bắt đầu. Cho anh về đầu gói. Anh thương em, anh nói ai dệt lên chiếu hoa để anh giải giữa nhà. Mời thầy mẹ sang chơi. Để anh thương. Anh Dương Văn Công ơi, thầy báo là có người cọc rồi anh ạ. 86 triệu có em 3 triệu cho một chiếc xe 2022 đời 150 nhá, km mới đi có 4.000 cây này. Chính chủ biển Thái Bình thôi anh em nhá. Con này biển 29 thì lại phải thêm mất khoảng chục nữa. Đấy. Nếu nó là 29. Anh em đây, một trong những giáo sư Vũ Kiêu là một trong những quê hương, cũng một trong những người Thái, người Thái. Em đeo huy chương ra nhá. Cùng quê với Ngọc Hoàng với Diêm Vương với là Nam Tào ấy ạ. Anh ơi, thiên lôi. Chào tất cả anh em nhá. Theo gốc đa chú cuội cũng quê hương Thái Bình này. Ok, đây một chiếc xe của quê hương của giáo sư Vũ Kiêu. Rồi. Rồi. Anh con này đi bao cây anh? Bây giờ nó có 3.000 mấy. Rồi. Chưa đến 4.000. Chốt SH. Anh dự Dung Vũ. Ok anh Dung Vũ, anh chốt luôn đi. Quá rẻ rồi. Gần 4.000 cây. 4.000 cây. Lốp của Z-Rex. Rồi. Kia Z-Rex mà. Z-Rex cả đôi. Cứ gặp Hoàng Thiệp. Z-Rex cả đôi. Bao tiền anh Kiêu? Mấy một vào chú Thiệp là 55 triệu. 55 triệu, 1955. Lốp còn gì nữa xem? Lốp gì hết. Lốp này toàn anh em toàn lắp lốp mới thôi, là đóng chữ 192013 thì không lấy dao lam xẻo cái dâu đi nhá. Lốp đúng đời luôn, 22 luôn. Sản xuất 22 đúng đời luôn. 2011 2012. Lốp đúng đời luôn. Em sợ lắm, nhiều lúc cái dâu quá anh em là lấy dao lam xẻo bớt đi. Xong là gắn cái chữ 2012 vào, sợ lắm. Không, lốp xịn luôn. Buôn ô tô rồi anh em, nó toàn gắn năm sản xuất ô tô vào được. Kinh, sợ lắm. Lốp còn zin theo xe. Anh em đề phòng củi lửa, sợ lắm. Tuần thứ 14 hay 2012. Này, em nhìn nó về thực tế như này. Nó như này, nó về thực tế. Đẹp thật như này. Đẹp thật như này là xe. Em nhìn chi tiết. Nó quá long lanh luôn. Long lanh. Đầu máy 149. Đúng 22. Đây sản xuất là 22. Lốp 12 hết. Cái xay thay dầu nhiều phết rồi, vặn ông tốn dầu nhiều mà chạy sao 4.000 cây. Anh nghiêng xem. Anh em cho luôn gầm ấy. Quá đẹp luôn. Ốc tốn dầu thay nhiều lần quá mà chạy sao 4.000 cây. Ông lộn gầm. Hay cái gì? Anh em ốc tốn dầu, ốc tăng cam chết này. Xe của giáo sư tổng cơ giáo sư gọi là họa thì ác lắm. Xe đúng chính chủ, biển đẹp luôn. 85/83 biển 83. Chú xoay kỹ cả lóc này, chú này đặt cấp bọn xe nó khủng khiếp. Ông quay gần nữa anh ơi, chỉ được 1:30 thôi, em cố gắng thật nhanh cho anh nhé. Đúng xe đắt tiền này, gầm không vấn đề gì, nhưng mà con này cầm xe này thì chê cho anh em chẳng có gì để chê. Là từ lắp bình sang từ ông quay hết cả đây từ mọi cái. Một chiếc xe này nó bao gọi là ba nhăng nhít chữ. Con này của anh chưa quá xịn em. Con này theo em nhé, con này của anh nó chạy được khoảng hơn 2 vạn. Đâu ra đấy chứ. Lốp con này thì nó nhìn lốp đúng theo xe, nhưng con này khả năng lốp vào. Cảm lốp xịn theo xe. Lốp vào không được. Bởi vì anh em lấy cái chân thụt để nó tái này. Cả cái nhôm đấy thì con nào thì thế, chứ để lâu lắm có khi nó có độ tái là có. Ừ, không, đẳng cấp thì nó khủng khiếp. Đẳng cấp. Đẳng cái gì? Một vòng nữa mà. Đẹp là nó đẹp cái đẳng cấp. Buôn đi xe cổ nó khổ lắm em ạ, nếu lúc phải độ xanh mắt.
đẹp là đẹp, phát là đi chục triệu ngay. Đây này, đây còn nguyên zin nó này. Zin nét mà. Cái này là zin nó này. Cái mình sơn lượn như này này, thì tất cả trong này như này. Lượn con này đâu, lượn này không đẹp. Đồng đẹp quá. Đẹp. Sườn không đẹp. Nói chung là đặc cấp xe này. Xe nó đẹp thì. Đâu con này hơn 2 vạn. Mà đầu dài này mới đập. Đầu dài. Đầu này nó đập, thành lốc này. Tiếng đầu dài đi sướng lắm. Sáng mà nó tắt. Hoa mê gái. Giáo sư yêu quái đấy đúng không ạ? Lốp vào rồi ơi, Nhật Minh đúng không ạ? Phùng Quốc Tình, giáo sư đợt này dọ dẹo quá. Bình Đỗ lại được xem anh em giao đấu. Anh Bình Đỗ. Con này nhìn ảnh nó thôi rồi luôn nha. Ảnh về chất lượng của nó, ảnh nó một phần nhưng chất lượng chúng nhìn lan đồ đầu ngò, tất cả mọi cái tổng thể. Đây, đây. Km có 3.900 cây thôi. Nó là thực tế luôn, chất đi. Đấy mấy. Linh hoa quả giáo sư đời, lát quá. Quá lát. Quá lát. Tiền. Chìa khóa vẫn xịn. Chính cái đôi luôn. Bây giờ chìa khóa mòn một tí. Một chiếc dưới thì chưa dùng. Chiếc dưới thì xịn nhưng mà trước sau chưa dùng. May là con này nó chạy tầm vạn mấy, 2 vạn cây rồi. May là còn hình sao còn trốn. Xe này thì với một con xe này thì nói thật ra thì cũng được. Nó là hiếm rồi chú ạ. Được. Để con xe này là hiếm rồi. Thời điểm trước là 60-70. Còn không? Đất. Thời điểm trước là 60-70. Thôi rồi anh nhá, cũng tất nhiên là xe, mỗi xe nó đều có phải có cái giá riêng của nó đều phải có cái giá. Nhìn từ cần phanh thì tất cả mọi cái xe, từ cái dàn phanh xe như này nó mới, có phải chi tiết đấy. Xe mới thật thì xe lôm côm nó khác, xe này nó quá xuất sắc. Không, xe nó cũng được, nhìn hình thức, hình thức nha anh em nhá. Xe đã qua tay thợ xác định là rất khó phát hiện, nhưng mà để nói con xe này em định giá được. Em mua cho anh 45 triệu. Xe cũng chất lượng, được, đẹp, không vấn đề gì. Nói chung không phải một con xe nát, của nó là một con xe đẹp nâng lên. Tất nhiên là cũng phải không phải dọn lấy lại lắm đâu, nhưng thật sự đây của nó cũng được được ấy. Xe nó đẹp thì dọn. Xe cũng là xe đồng xe đẹp ấy. Xe này nó cũng là một trong xe đẹp, nhưng mà xe này nó để làm sao nó cũng một trong những đồ đàn vào thì nó cũng là đơn giản. Vào nó hợp, nói chung là nó phù hợp với xe. Nói chung là để bái phục những bậc thầy của các thầy phù thủy, hóa giải những cô gái hoặc là từ một cô gái hoặc là rất bình dị trở thành những bóng hồng của các đại gia. 45 triệu. Đẹp đủ. Có chốt được không? Đẹp, tôi bảo 50 em có chưa chốt được không? Nhật Minh đầu bò xấu anh ạ. Không, đầu bò cũng không xấu lắm đâu Nhật Minh ơi. Cũng được thôi, đây quay đầu bò đây. Đầu bò nó quá quay đẹp. Quay lần nữa cũng không phải là xấu đầu lắm. Đầu bò như mới. Đấy, cũng không phải là sâu lắm. Ảnh rất cứng. Anh để cho 45 triệu. Không được. Kẹp nó giải từ sáng xem mấy lần giải anh 50 anh không bán được. Từ lấy 55. Có lẽ trước thời điểm trước 65. Vừa bớt bớt à. Thời điểm này có lẽ trước 65-70. Giáo sư văn cao lắm đúng rồi. 65-70 triệu. 65-70 triệu bán gì hả? Thời điểm trước 65-70 triệu xe đâu. Ôi, lốp vẫn xin theo xe nhưng mà như bây giờ nó cho thật ra cái xe này để mà thật sự đúng theo đúng độ tuổi nó thì nó không phải. Nhưng khả năng là nói chung là để con này chạy hơn 2 vạn, vạn mấy, hơn 2 vạn. Đâu ra. Tầm đấy, vạn mấy, 2, nó chỉ vạn mấy, 2 vạn thôi. Xe nó đẹp thật đấy chú. Tầm 2 vạn. Nhìn nghe, may nó có đầu dài. Trần Lâm. Đẹp quá. Thôi đã hết thời gian rồi, nó lâu quá. Anh nhá, em xem đi thôi. Lỗ. Đăng ký một lần. Chính căn cước, chính chủ xe là Hoàng Liên Sơn. Chìa khóa của Vinh Cà Đôi, xe thì ổ khóa, chìa khóa chỉ có đôi. Một chủ đâu. Đây căn trước này. Rồi. À hết thời gian. Anh để cho em giá đi. 45 triệu. Không, lỗ lặng. 46 triệu. Anh chốt được chốt. Còn xe nước không? Xe vất vả lắm. Xe cổ vất vả. Xe nó vất vả. Thôi chứ anh pem cho em phát để em lỗ, em chỉ cộng 2-3 triệu là giải quyết lỗ, được xong. Lỗ 50 anh còn chả bán được lỗ. Anh tưởng có mua được hơn. Nãy Hoàng thiệp báo là 48. Đâu thiệp dạ. Đâu. Thiệp anh thiệp báo 50.
Hoàng Thiết Báo 48. 50 anh cầm sang đây. Em mới giải 46. Nguyên văn là việc rồi, anh tầm 50 anh cầm ở đây bảo chuyên anh Nai bán cụ thể nào. Anh sẽ việc sao xe như này hiếm đấy chú ạ. Chứ anh sang bất việc thì sang ngại của bà thì sao mà không bán ngại mà mang về nó ngại. Xe này kiếm đâu được. Để cái này bây giờ để bán dần tăng 2 làm chơi. Gì xe này tăng 1 thôi cứ đi tăng 2 nó cứng. Đảm sóc đi tăng 2 nó cứng. Quá chất lượng. Anh bán em 46 triệu. Tổng lỗ 50 anh không bán. 50 anh không bán nha anh em, ai có nhu cầu thì lại liên hệ sau. Đấy vấn đề là em chỉ mua 46. Mua cho anh 46 triệu. Mời cả nhà nữa nhá. Ủa sao dần nước lạnh này. À ấm ơi nó. Còn nửa phút suy nghĩ. Không, cháu suy nghĩ nỗ không bán, để chú quay chú bán hộ thôi, không bán. Hai bên. Anh bảo 43 triệu, 45 triệu cộng 3 còn được, lên 50, ai người ta mua. Cộng 7, con này bán 70, xe như này. Anh ơi, 3.000 người bán sau 6 triệu rồi, có lời ông đi qua đây, bà đi lại ai hỏi đâu, vẫn còn này. Hoàng Dung này, chết rồi. Đâu hiểu con xe này, lâu mẹ nghìn, chán rồi. 3.000 cây mua mẹ, nhìn thấy sự thất bại. Chán xe cục. Nó quý này, tin quý thật, xe tôi chìa khóa này. Con qua em cộng được 2 triệu bán rồi, con qua anh em mua 40 triệu không giấu. Bán rồi. Anh để em con này 46 triệu. Không. 1947, xong chưa? Rồi lỗ lỗ. Ý anh là 1948 là xong ấy. 50 không bán mà thật lỗ là lớn. 50 này không bán. Con nào anh này anh là đưa đò đây, không phải xe không nhá. Ông này đưa đò. Ông này đưa đò đâu. Lỗ là lỗ lặng. Cũng đánh khách ở cái cửa hàng nào đấy mà. Lỗ đánh khách đưa đò đấy. Ông này đưa đò thôi, nhưng mà ông ở nhà ông ấy quyết định, ông này không lỗ là không quyết định. Chờ đẹp đấy. Em cứ biết xuống tiền cho anh thôi. Ừ thì biết rồi, nhưng mà lỗ. Xe như này hiếm. Cái chỗ này thì cũng đã xử lý rồi nhá anh em nhá, nhìn thấy thôi, mới đấy. Không có zin đâu. Zin. Chỗ này là xử lý rồi nhá, dọn lại nhá. Chỗ này lốc máy xử lý lại rồi đấy. Zin đây, cái này chỉ đánh cho la thôi. Không zin đâu. Cũng zin hết. Anh có bán thì bán, không bán thôi. Không bán được, lỗ. Anh bán thì chú anh muốn bán lắm. Thôi 1947. Không bán được 50 đó bởi anh, 50 không bán được. Phải thôi em gửi anh một câu nữa là 1948. Anh nếu anh nhất trí thì ok, mà không trí thôi. Em phải chỗ khác, được chưa? Anh em đúng như Hoàng Thiệp ấy. Vì anh bảo Hoàng Thiệp là 50 anh không bán được. Anh bán bao nhiêu trên này, anh cứ nói một câu trên này. Để có gì em đưa đò thôi. Bán em 52 triệu. Anh bán 52 triệu nhá, ông nào mua 52 triệu thì sau này tôi mua lại 48 triệu. Đấy em cứ nói luôn thế, thế. Ok, không này. Thế là thôi, em chịu rồi nhá. Thôi tinh thần là nó ra thế là hết. Một con vạn mốt, anh biết vạn mốt đẹp. Thật xe như tranh vẽ. Không, con này đẹp em. Của ca sĩ Trọng Kiều Hưng. Con này đẹp. Anh biết là 50 triệu con xe pha bé anh nhá, mà nó là xe đẹp. Xe đẹp này em nhìn. Xe nó dọn lại không có gì đâu mà không, nó đẹp. Dọn nhưng mà cái xe nó chi tiết nó đẹp nhá. Rất nhiều xe thì xe đi dọn lại cho anh em nhá, nó dọn lại rồi, nhưng mà thật nó đẹp thật chất thì đẹp, nó thật. Đẹp thật này thì chết tiền luôn. Không đẹp thật thì chú nhìn từ cái cả cậu phanh tay lắm đi. À Nguyễn thôi rồi, sắp xong nhá, thôi nhá, 48. Thôi bán 50. Không, 8, anh bán đi em 48. Không, không, không. À, cô Thái, 50 là đập nhiều lắm. 50 là sập hơn chục. Anh đi anh ạ. Kêu mới căng làm cái gì, xong lúc lại. Thôi, trường khác đi. Thôi này nha em ơi, con đúng nha, con 53 mới giải quyết cho cái con 49 là nó đẹp, cái số 49 nó đẹp. Thôi em chỉ nói câu đấy, thôi em gửi anh 49 triệu trên tinh thần là đang có một anh em cũng đang muốn mua của nó trên báo trên like. Thích có một anh em nào, một đại ca nào đến mua. Em đại diện em mua thêm triệu. Còn nếu mà tắt like thì anh em trong lúc nghỉ like thôi. Không được thôi nhá. Thôi lấy chút 50. Có bán không? Không. Có là không? Không, không bán. Không bán nha, anh bán 50, thôi anh về nhá. Ok, cảm ơn anh đã đến với em nhá. Còn anh em nào có gì liên hệ sau. Không, không bán, không bán thôi. Không lương cái gì. Ôi chủ khác đi. Nào. Anh chào anh em bên xong là 1 triệu là chú mua cho em cái xe này, chú không mua chứ mua xe gì. Không phải nhiều con chú cứ ép anh mua bán. Mày ép nó. Cái con này em phải mua ở đâu được 50 triệu rồi. Dọn lại rồi, nhưng xe đẹp thật, đẹp mua. Quá đẹp. Đập đầu vào tường mua, xe dọn lại anh em có dọn đẹp lại rồi. Chú cứ nói đi, xe này ở đâu ra mà. Không. Xe dọn đẹp lại rồi. Nhìn thế này tôi đố chứ, nhìn thấy con xe đâu lâu chú nhìn con xe đẹp thế này cả chợ chả có. Chú đi vào cả chợ anh bán cho em 49 triệu. Không phải anh không phải hẹp hoài 1 triệu đâu, nhưng mà không. Thôi,
chịu. Thôi. Không có lại là tí. Anh không phải là dán với em là thật. Có xe như này bán 50 triệu là nó là quá rẻ anh, luôn. Anh chưa rẻ đúng nhiều đúng với so với trước rẻ thật chục triệu. 4 triệu nên anh không bán. Nói, cô cứ nói. Cô trả lời đúng. Xe như này mua đâu được, để ở nhà nó xứng đáng. Không cần ai ai mua ngay à. Đấy mà để ở này nó xứng đáng. Thì nó lội xe cần ký chủ lốp một xin cho thôi. Có phải sẽ lát được. Thôi mua anh thêm 500 nữa, 495 cộng em 3 triệu. Nếu anh em nào thật sự là vào ý thì mua. Thế rồi nhá. Đây là tốt đây nhá. Cậu em 3 triệu. Bây giờ là mình biết xuống tiền thôi, còn anh em xác định thôi. Nói chung là có tiền thì thoáng thoáng tí chứ còn nói chung là chặt chẽ quá. Này, đúng rồi, những cái này nó chú mua dễ được. Chốt cho anh 450 nhá. Thôi cũng làm được 3 triệu là quý rồi. Quý rẻ. Bác làm được 3 phát làm được mấy trăm, thề là mấy trăm. Ok nhá. Ok. Anh chào anh em như này. Chào tất cả anh em nhá. Ông có thể quay lại con một vòng nữa, một chiếc xe 49.500.000 cậu em 3 triệu. Số km đang báo là 3.000 cây nhưng mà xác định không phải đâu. Xe này nó phải hơn vạn rồi. Chìa khóa vẫn zin theo xe mà thôi. Đấy. Thôi được rồi, thôi nói chung là thôi. Đấy anh em nào cọc thì cọc luôn đi về đây. Xe đẹp nhá, đây nhá nhá. Đôi lốp nhìn vẫn 2012, vẫn zin theo xe nhưng mà thôi. Xác định nhà tôi đôi lốp thì là lốp cũng đúng của hãng rồi. Lốp phải đúng của hãng Honda Việt Nam rồi, nhưng mà thôi. Đây. Nói chung là vô lòng. Anh em liên hệ vào video đang phát trực tiếp hộ cái. Vừa bán vừa tiếp. Bán tiếp bán đi, hôm qua là anh ngồi bán được lâu này rồi. Có lại bán này. Bán tiếp. Nói chung là tiếp để cho khách hàng được hưởng lợi tí, anh em mình mỗi người đưa đò kiếm tí thôi chứ. Em đẩy xe em tiếp nhưng mà không được. Chú nha, có thể nhìn nó tổng thể chứ nhìn. Không, xe được. Chú mua kim nhiều thì biết. Không được không mua. Trước ngày thứ ba gì cái này nó là đẹp thì rồi ok. Ok, một lần nữa cảm ơn anh nhá. Nhưng cảm ơn các anh trên này đấy, chào các anh. Tất cả anh em nhá. Vâng, chào anh em nhá. Rồi. Tiếp theo okay, này. Ok anh em nhá, tiếp theo một chiếc A Blade. Một chiếc A Blade. Có duyên với bác Kiều. Nói chung chiếc xe nào mình hầu như chốt được hết thì các đại ca này có một đại ca đi từ Hưng Yên đến hôm qua chốt con xe của anh Kiều 43 triệu chốt rồi. Anh bảo ra lộc cho anh 200 bảo thôi cũng xong, ra lộc luôn. Đấy. Rồi. Con xe này. Anh ơi con này cộng cho em 600 nhá, anh em báo cộng 600 chiếc Blade đời 2011. Thấy chưa giáo sư đi cái đồng hồ cao thủ đó. Biển 29Z. Bảo là sẽ mua mà. Mà Linh anh em nhá. À Nguyễn. Nói chung là thôi quan trọng được lại. 29Z108271. Quan trọng là lãi nhiều cố gắng lên để xảy ra giao dịch, nhưng không xảy ra giao dịch coi là bằng không. Đấy, ông nào không xảy ra giao dịch thì lần sau thôi. 29Z nha anh em nhé, đời 2011. Con này mua là 10.800.000 anh em nhá. Nhập vào có 10.800.000 thôi. Giờ sửa hết bao tiền? 600 anh ạ. 10.800.000 và 11.400.000 con xe này nhá. Cộng anh em 2 triệu. 13 từ. 2 nha anh em nhé. Mua có 10.800.000 về mông má sửa chữa mất 600 tiền công nhá. Tiền sửa. Thật ra mình sửa mình phải mất tiền nhá, cũng phải là mua nước hoa, cũng phải mua sơn, mua móng tay, móng chân vào cũng phải. Đây này, ốc ác cái thứ mình vặn vẹo cho kỹ càng nhá. Đây này, sửa đây anh em nhìn này. Thay ốp gầm này, bộ này là mới này. Sửa 600 nhá. Đây mình nhìn cái này là mới này. 51.500 bán công, anh bất tử. Vũ Kiêu cao thủ lắm. Dùng đường này bất vả. Thay ốp ô này anh em này. Ốp gầm ốp ô này, chắc là nó sửa các thứ khác. Cách nào mà chốt cái con xe rò rim đấy, chốt xe nào anh em cứ liên hệ trực tiếp. Con này ngon quá nhỉ, con này đẹp, mẹ con này nhìn nó thấy bóng nó sáng, dáng nó như thế. Em ạ. Mẹ trông nhìn nó sang, nhìn như xe thấy nó sang, bước anh đi phát nó hình lắm. Mãi chưa thấy lên Vision. Vâng, hôm nay... Nói chung là đây đã bỏ tiền ra 50 triệu để xác định là nó phải thực sự nó xứng tầm. Xứng đáng. Chứ lại vớ vẩn để nói chuyện gì. Đúng không? Xe của chú Kiêu là 49 triệu 500. Ok Phạm Tráng nhá. 14+2 nhá. Rồi tiếp theo một chiếc SH màu đỏ tiếp theo nha anh em nhé, con này biển 98 Bắc Giang. Anh kiểm tra anh em con 98F124772. Và lấy Nhật Minh. Đời 2019-125 nha anh em nhé. Bản LED 2 tầng. Nhọc lắm anh Nhật Minh ơi. Buôn xe cổ vất vả lắm. Anh ơi biển 98F124772. Rồi. 2019 nha anh em nhé. 2019 phanh ABS ạ. 2125 phanh ABS. Xe của anh Kiêu 52 triệu nhé, Nguyễn Bá Kiên. Anh 70. Anh ơi, liên hệ trực tiếp với Pep bên em đi. Các bạn em thấy là các bạn đang báo cọc rồi đấy. 52.500. Em trừ cho con này 2 triệu cho anh nhé.
Con này mua là 68 triệu em nhá. 68 triệu cho một chiếc 2019 bản 125 ABS, xe này rất mới nhá, đi ít lắm. Này, ui đẹp. Trừ cho chị 2 triệu cây. Ui. Ui xe, ôi xe là xe. 2019. Anh em nào mà mệnh hỏa mệnh thổ để làm con này. Anh ABS. Chấm hết này. Tiền. Xe đi mấy nghìn km, lốp như mới. Mua 68 triệu có anh em cho anh em 4 triệu nhá. Quê hương vải thiều Lục Ngạn Bắc Giang này. Đây. Đây, giảm sóc 7 màu nhá. Đây, ống thừa xăng này. Lốp dày bịch. Đây anh em nhìn giảm sóc còn 7 màu này. Lốp máy còn này. Cái kiểu ai đổ nước vào đây bôi mỡ vào đây. Bóng thế. Xe mấy nhìn nó khác này anh em này. Giảm sóc 7 màu này. Này cả ông có đèn. Kinh khủng. Đây, lốp này. Ai mà mua con này thì đi cả đời không hỏng này. Rãnh lốp vẫn zin theo xe đấy, lốp vẫn zin. Tuần thứ 36/2019 này. Đẹp. Còn 3 triệu rưỡi thôi. 68 triệu cộng anh em 3 triệu rưỡi cho một chiếc xe này, không một vết xước. Anh ABS anh em. Sơn zin hết, chưa một vết xước nào. Anh em mệnh thổ mệnh hỏa, con này là ok. Thổ máy cái này. Chìa khóa 2 chiếc này. Lủng 4 5 cái. 4.300 cây. ABS 125 2019. Đi 10 năm không phải sửa. 10 năm nữa không phải học. Ông nhìn ốc trục này. Quay cho con ốc trục. Đây, được cái cách cái đoạn ống cách này nó 7 màu luôn. Kinh. Quá mới luôn anh em ạ. Không anh em 3 triệu rưỡi nhá, 68 triệu cộng 3 triệu rưỡi xe rút hồ sơ thoải mái, sang tên thoải mái. Ông quay con cái này. Thơm phức. Những con xe này là những siêu phẩm ấy, tay sách chưa bán sơn lần nào nhé, chưa sần tí nào. Những chiếc xe nó thật tầng. Ra tại sao mình mua giá nó hơi căng, nó đắt anh em ạ, đầy sần một tí chỗ này. Đây, yên này, vỏ yên vẫn gai này. Ghế mày lái còn chưa vấn đề gì nhé, ghế lái chưa ra nhăn nhé. Bản 2019 nhé, bản một trong xe này ai mà mệnh thủy thổ, mệnh hỏa là quá hợp luôn. Rồi nhanh, anh ơi con này của anh à? 414 anh em đang diêm. Chép vào đó. À, sao chưa? Anh muốn 1 phút 30 giây để anh chào hỏi. Rồi, ok. Chào anh em nhá. Rồi, 1 phút 30 giây. Theo dõi xe máy Hoàng Kiên. Mong anh em ủng hộ cho doanh nghiệp Hoàng Kiên nhá. Một con Uy Thái đời 2000. Đời được cô phanh đầu xịn luôn đấy. Rồi. Đấy. Một con Uy Thái. Uy Thái. Đời tem giải. Tem này đã thay chưa anh em? Tem thay. Em làm tem xịn hết đấy. Ôi, màu xanh cây, màu cánh trả phượng hoàng đấy, màu phượng hoàng. Máy làm lại rồi, máy ra rồi, máy chạm em làm lại. Ô anh ra bóng bao tiền con này nhanh nhỉ? Thủ tục rất nhanh nhỉ? Từ 19 triệu tôi đang chốt 17 triệu chuẩn luôn. Mấy thi công thì sẽ sáng sáng. Hoàng Thiệp ở dạng 15. Đồng Thiệp nhá. Thiệp họ Đồng nhá, vì là họ Hoàng là quen thôi. Đồng Văn Thiệp. Đấy. Vì đồng nhôm các thứ nó đi qua nó thiết thủng các thứ nó khó. Xe dọn lại hết rồi, máy ra. Mông má lại hết, xe dán ni lông em. Máy này là mới. Cô mới xe dọn lại không đáng ngắn đâu. Thế thôi em nghĩ là con này 15 triệu. Xe dọn lại, Uy Thái. Sơn lại, mông lại, máy ra nhá, đầu ra đuôi chặt. Đấy. Đẹp rồi. Làm rồi. Làm em còn em bán con này 17 triệu. Anh nhá. Không có công mà tôi đã bảo. Anh bán cho em đi. Ôi tóm lại là để tôi lấy tí công tôi chốt đúng 16 triệu, lấy một tí thôi, không nhiều đâu. À. Để tôi gọi lấy một tí công chốt đúng 16 triệu. Mà không nhiều đâu. Đấy. Sao được nhỉ? Xe dọn lại hết này. Uy Thái. Khó chơi thích. Không lấy được cũng phải ông vui vẻ. Ông quay gầm mẹ nào. Đấy. Máy ra. Quay gầm nha. Máy ra máy chạm rồi mà. Xe bình thường. Tôi là người đi bán thì máy ra tôi bảo máy ra, mà máy nguyên tôi bảo máy nguyên. Không bao giờ coi như máy ra bảo máy nguyên cả. Đấy.
15 triệu. Đấy, anh em bảo 15 cao rồi này. Nguyễn Dũng. Ôi, hết cửa rồi nhá. Bọn em xe cộng 2 triệu, còn hầu hạ, còn chán bao thứ khác, còn dễ ăn đâu. Xe này dán lên lại nhá, xe sơn lại, dọn lại. Vô mới, vô Godzi 100. Vô thay vô mới. Thế thôi nhá, cầm đấy thôi. 15 triệu. Ờ, không có công. Bán em. Ôi, bán 17 vất vả lắm, mẹ xe này. Đầu nhiều nó con nào cứng cáp hơn tí. Bây giờ cái xe này đi mua làm sao được chục triệu, gần chục triệu để mà dọn lên như này xong rồi bán cho bạn. Ôi, được. Ôi, xe này mua làm gì? Đấy, mua dọn chất nhọc. Đấy, nó bán cho bạn cho Kiên được 15 triệu Xuân. Được. Nếu Xuân bán 10 triệu là cao đúng không ạ? Rượu nhạt bán người nhớ thôi. Cộng 2 triệu mua 15 bán 17, cộng 2 triệu là xong. Bán được. Khó khăn chung. Rồi. Bây giờ chấp nhận không? Anh chấp nhận không? Em chuyển lại, phát thôi đấy. Không, cái giá đấy tôi không được. Bán gửi thêm 500 nữa, anh cứ bán thì chốt đúng không thôi nhá. Chốt em cậu 2 triệu. Mua của anh em 15 rưỡi nhá, cậu em 2 triệu. Đấy, em nào quan tâm thì lấy xe. Thợ xây. Ok. Cháu quay vòng đi. Máy ra rồi, xe dọn lại nhá, xe dành anh em người lười nhá. Mua 15 rưỡi cậu em 2 triệu. Biển Hà Nội, em nào ai thích quay Thái ZX tiêu thủ đi làm con này. Về giờ mua về bới lất lật quả chết. Con DD này có người cọc anh em, con DD đầu lai có anh em, có một người cọc, có một đại ca cọc mất rồi. Có người cọc rồi anh ạ. Đây là Hiếu ơi, lấy con P6 đi, đổi con Biển 90. Hiếu. Xuân Hiếu. Máy căng vết đấy, uây Thái 110 nhá. Mua 15 rưỡi cậu 2 triệu. Con Jim của anh Kiêu cọc cho anh em cọc rồi. Con Jim của anh Kiêu, cảm ơn một đại ca đã cọc xe của xe của anh Kiêu nhá. Ô, con này mẹ sao cái chân trống. Ôi giời mẹ bạn này. Mẹ ông làm chắc phái này. Mẹ chết giờ. Chán lắm. Này thôi đi mà. Thôi, bảo dừng đi. Mẹ cẩn số lắm, cẩn số lắm, trượt hết rồi. Thôi dừng đi, con này không dọn không nên hồi. Ôi, mẹ cần số này bây giờ về cắt chết. Mẹ cần số này em nghiêng xe này. Ôi này bán ơi, bán hàng chợ rồi, thôi. Vặn nó không vào hết. Vặn nó không ra vào. Thôi. Mẹ cắt phải hàn đúng không? Miệng cắt phải hàn đúng không? Miệng của mày. Thôi anh ơi, thôi anh bán thôi, anh em con khác đi, thôi. Ok, để em con phần em PC, em đang ở Nghệ An, mấy em nữa em về ra đổi. Ok, Hiếu nhá. Thôi rồi. Dọn kỹ quá. Anh về vặn lại ngay cần số, mẹ động vào giờ ra số vào số không được nên là. Rồi, tiếp theo một chiếc ra. Ai muốn bán cho con nào nó cứng cáp hơn tí nữa anh mua. Để bán hàng này, bán anh em nó cười chết. Vâng, ok con khác. Dream Thái nha anh em nhá, biển 31. Đấy. Một xe chất tí anh em bán nó đỡ mà tiếng. Màu tím nha anh em nhá, màu tím mà màu tím tím xe tím nâu về là bán hàng chết mà tím. Em bây giờ là lên màu tím Huế rồi. Con Dream không phải là lãi đâu, khi không phải tất cả đâu. Biển 31424 H3. Dream Thái anh em nhá, nó rọn nhiều rọn rồi. Con này mua có 12 triệu nhá, cậu anh em 2 triệu. Đời Dream Thái đời 1993. Ừ. 994. Đấy. Mua 12 triệu cậu 2 triệu nhá anh em nhá. 14 triệu đồng nha anh em nhá. Rọn. Anh em mà thích Dream Thái gọi là màu hơi siêu độc một tí làm cho em con này. Chạy dịch vụ à đâu? Công trường công chiếc. Ở đâu mua 12 rưỡi, quên mất sorry. Mua 12 rưỡi nhá, năm 1993 Dream Thái nhá, độ lên màu tím. 14 triệu 500. Mua 13 rưỡi cộng em 2 triệu. Mua 12 triệu 500 chứ. Lọc con nào nó chất tí thì mẹ con lên này, nhìn sâu gầm sâu số. Đẹp. Mua 12 năm anh em nhá, cộng 2. Chất nhiều xe mông má nó kém rồi. Bán bill. Một chiếc SS1 biển 23, xe mới lướt nhá, rẻ rất là rẻ anh em nhá. Một chiếc SS1 biển 23. Hà Giang. Hà Giang. Một chiếc
Tàng Anh. Ba Pì Lèng. Hùng Vĩ Non Sông. Đây 169539 nha anh em nhá, một chiếc đời 2021. Đẹp nhá, giá vô cùng yêu thương anh em nhá. 3200 cây anh em ạ. Đấy màu đỏ. Đấy, con này là bản C nha anh em nhá, màu đỏ. Mua có 46 triệu nha, cậu anh em 2 triệu rưỡi một chiếc. SH2021. 46 triệu nha, cộng cho anh em 2 triệu rưỡi thôi. Rất là hợp lý nhá. Anh em mua mới con này anh em biết là bao tiền, 6 mấy triệu ấy. Đúng biển, anh em nào Hà Giang làm cho mình. Xe mới đi 3.000 okay. cây nhá, xe này nó rất là mới. Anh em nhìn xe này không đi. Anh Ngạch Đỗ nhìn màu điêu điêu. Đúng rồi, cái con Zin đấy là màu, nó là màu tím, bật bắn sang màu này. Tím Huế. Đẹp nhá, xe đẹp lắm, 3.000 cây. Quá mới. 46 triệu cậu anh em 2 triệu rưỡi, bản CBS nhá, SH Mo. 48 triệu 500 nha anh em nhá. Chiếc SH đấy. Mua cái em nó đồng văn mèo vạc thôi. Xe chủ xe mèo đâu rồi? Mèo vạc, đồng văn mèo vạc. Sao? Anh xong chưa, anh Luyến xong chưa? Thôi đuối quá, thôi nhà còn không? Nó đuối quá, xe là còn. Từ từ, từ từ. Tháng 11 2021, Đặng Thị Hoa sinh năm 1995. Ở Kim Tân, Minh Tân, Vị Xuyên, Hà Giang. Đấy chủ xe đây anh em ạ. Vị Xuyên đấy. Thì mình mua bán xe chính chủ mình cứ sướng tên thoải mái. Thì những con xe này toàn bộ xe phải chuẩn mới mua nhá. Những con xe này hầu như anh em ở các tỉnh xe lộ cộ mang về Hà Nội bán rất nhiều. Thế toàn bộ xe của mình là toàn xe chuẩn luôn. 46 triệu giá nhập vào rồi, nhưng mà được cái xe này rất mới, đời thấp, đời hơi thấp, đời 2021 mà nó đi rất mới. Đi cứ 3.000 cây ông quay con cái lốp này, cái đỉnh lốp. Không thấp mà. Anh em ông quay con cái râu ở đỉnh lốp này còn chưa dụng. Rất mới, 2023, 2021 này. Xe này không đi nhá, chủ xe lấy chồng Hà Nội. Tuần thứ 36, 2021 này. Rất mới này, ông quay gần cho con nó mới. Thế mới thấy cái độ mới của cái xe. Anh em mấy chị em vùng cao đây. Rất mới. Đấy. Tuần thứ 34, 2021 này. Đấy, rất mới, đỉnh lốp này, chưa rãnh. Sơn chưa bay nhá. À, như xe hãng luôn, kinh khủng. Như rất là hét ra luôn. Sợ thế. Đấy, đây này, các cái đường kim mũi chỉ. Ghế lái chưa vấn đề gì nhá, chưa ghế lái chưa ngăn nhăn. Chưa thấy cái độ nhăn của ghế lái. Đấy. Tay nắm này em này. Tay nắm còn dính nhá, cầm nắm còn dính. Các nút công tắc còn chưa mờ. Xe này anh em đi 10 năm nữa không hỏng. SH1 siêu bền luôn anh em ạ. Thơm phức. Cô bé Vị Xuyên Hà Giang. 46 triệu. Một trong những trận chiến năm 1979. Tổn thất bao nhiêu xương máu của các chiến sĩ ở khu vực Vị Xuyên. Rồi. Rồi. À. Tiếp theo một chiếc SH1 tiếp theo nha anh em nhá. Con này đời 2014 2015 nha. Quê hương của thủ tướng Phạm Minh Chính đây. Vâng, 2014 2015 giá vừa. 2014 nhá, giá yêu nhá. À, đúng rồi, biển 36L1 nha anh em nhá. Giá nhập con này có 26 triệu thôi nhá, một chiếc xe 2014 mua vào 26 triệu. Rẻ nhỉ. Bản cá tính 26 triệu một SH1, quê hương của Thủ tướng Phạm Minh Chính này. Cộng cho anh em 2 triệu rưỡi nhá. Ok, thằng Nguyễn nhá, ok tất cả mọi người. SH1 2014. 26 triệu. Rẻ nhỉ. Bản cá tính màu trắng. Đấy. Quá bèo. Bằng một dành con cho xe. Người mệnh kim, rất hợp em nào mệnh kim. À, đấy. Em. Mệnh kim, mệnh thủy, rất hợp. Đấy. Mệnh mộc thôi nhá. Mệnh mộc không hợp. Kim không hợp chứ. Ơ thủy không hợp chứ. Gì? Mộc không hợp. Mộc không. Cộng cho anh em 2 triệu rưỡi. Đời 2014. SH Mo. Chiếc SH Mo này xe đa dụng, xe cả gia đình, vợ chồng con cái đều đi được nhá. Mà đi đường dài rất tốt nhá. Bởi vì cái dòng này bánh vòng inch nó lớn này. Tất cả dòng xe anh em lưu ý là những xe anh em ai đi đường 2014. Dài ấy, mình mua cái xe cái bánh nó to ấy, tức là như kiểu cô bé chân dài ấy, một bước của nó bằng cô lùn thì đi bước rưỡi. Thế cái bánh bé bây giờ nó lót chót đi, nó dần đi. Bọn này đi nó thoáng người nhá, đi nó trường xe đấy. Nhưng ai đi đường dài đừng đi bánh bé, cứ đi cái bánh to này một tí. Chắc anh em đi lít thì đi đường dài không nên đi, vì bánh bé nó dần mệt lắm. Cái bánh to nó là thế, nó độ dần đấy. Ô tô đâu rồi nhá, với ông Land Cruiser, với ông Fortuner, với các dòng bánh to, nó rất là thoáng. Anh à? Thế anh em đi anh là bánh nó bé đi nó dần kinh lắm. Đấy. Đây anh. Em con này lâu lắm mới gặp được con mới như này. Ok anh Luyến chào anh em xong nào. Chào anh em trên cái quảng kia nhá. Anh.
Anh Nguyễn đến chào một con xe Future 1 đúng không? Đây đây, em bấm vào chỗ giữa này. Bấm là có mẹo nhá, bấm qua không được, bởi vì cái giống này nó một điểm. Đấy. Anh Luyến giới thiệu em cái xe này cái. Hậu hậu like cho ông nghỉ đi. Thẳng chính chủ luôn. Mình mua của chủ. Hiệu đó. Like cho ông. Thợ sửa chữa. Like cho ông. Rồi. Mua của thợ sửa chữa này. Rồi. Không có lỗi gì cả. Vâng. Future 1 đời 2001. Màu xanh, tím. Chủ con gái 2 chìa 2 quả cả. Máy gì nữa anh? Máy gì nữa? Không phải xem. Không phải xem à? Rồi. Tay zin, lốp mới thay. Yên ổ pha kính. Trong vuông vắn, tay nắm thay rồi. Thay rồi, thay nắm. Thay thử chào cả. Máy vẫn thì thầm mùa xuân phết nhỉ. Hun chờ 1, hun chờ 1 nhá. Tem thay rồi anh em nhá, tem này thay rồi. Tem xịn đấy. Tem thay rồi. Bóng ni lông ra đây. Tem thay rồi, tem thay rồi. Tem này thay dán nó hơi nhăn. Đẳng cấp của các pháp sư chùa Hà thì nó là dọn, nó là đẳng cấp rồi. Đấy. Hai chìa khóa, hai phù thủy. Tem thay rồi, mọi người. Nhựa thì còn zin, có tỉa tót tí, nhựa zin, ốc zin. Ra côn ra điện được, zin. Được, được nhá. Được, đẹp. Vỏ yên zin. Đây này, chuẩn cái tay nắm này, cái này thì nó đen rồi, nó dỉ rồi, giờ dán một tí nhũ vào để cho nó che đậy khuyết điểm. Đấy, chìa khóa zin. Mặt trên được. Vỏ yên trước bọc lại lần rồi, giờ bóc ra này. Hai hoành vỏ trong có zin không? Vỏ trong rách cũng phủ kiếm đâu cái vỏ gì. Trông nhìn trông điệu phết nhỉ. Vỏ này vẫn theo xe chứ không phải vỏ mới. Anh Luyến giao bóng con này bao tiền đấy? Lúc này là bảo hiệp là 28 triệu. Đấy, thì hiệp cứ bảo 24, 25. Mãi không xong. Đấy. Chính chủ photo không thiếu một cái gì cả. Chủ ba đình. Rồi cứ lên sóng cho vui thôi. Không mua bán đi. Con nào biển 73 không? Chủ ba đình, chủ ba đình. Biển 73 ít lắm nha anh nhá. Thỉnh thoảng có biển 73 thôi, Quảng Bình. Được cái đứng ngoài nắng này, đứng nắng này rất hay. Lâu lắm mà suốt ngày ngồi văn phòng nhiều lúc có tí nắng tí gió. Cái cây nó có tí nắng. Con người ta sinh ra đất nước gió lửa, đôi khi phải có tí nắng này người nó mới đỡ bệnh tật. Ông xe của anh cũng được anh nhá. Lâu lắm rồi con đẹp thế này. Qua con xe anh Hùng, con xe đấy 21 triệu vật vã. Con này hai mấy triệu chịu chết rồi. Xe anh Hùng, con Hùng qua đẹp lắm, xe rắn xe đẹp cực luôn. 21 triệu vật vã, con này 25 triệu, 24 triệu chết rồi. Đăng ký nó giống như mới cứng, photo đủ hết, hai chìa, hai quá cả. Con xe của anh là thuộc xe cứng cáp nhưng mà không lấy được. Anh mua thợ sửa chữa. Thôi nói chung là anh em mình thoải mái, em mới gửi anh con này cho, em mới gửi anh. Em gửi anh con này 22 triệu. Thôi anh cảm ơn Hoàng Kiên nhá. Con qua con anh Hùng là con ấy biển tỉnh. Nhưng mà xe đẹp. Con đấy cũng đẹp. Một xe, con đấy chưa dọn. Con đấy dọn. Để em... Anh lại thôi, anh cảm ơn. Em cộng 2 triệu, 24 triệu. Khác nhá. Bây anh bán bao nhiêu anh bán giá nhé? Lúc này... Nghệ là tiệp rồi đấy. Lấy được thì lấy, không lấy được thì thôi. Đúng 25 triệu. Không 192 anh em. 192 không bán. Anh về đón cháu giờ. Lai Châu, Lai Châu. Liên Quang không được. Chẳng hạn lên Hà Giang gì. Cái biển đấy anh không biết đâu. 25 triệu đấy, chả biết tỉnh nào đấy thì được đấy. 23 Hà Giang. Em nhìn cái gì nó cũng mới. Ô tô mới, đúng đăng ký mới. Hà Giang. Lộ vốn không lên Lào Cai nhá, Lào Cai xa. Lào Cai xa. Lê Ngọc Lan 213 đi ra thành. Rồi. Hoàn Kiếm. Ba Đình. Chủ mới cứng luôn này. Phạm Thị Ngọc Lan vừa gửi cho anh. Anh bán em 23 triệu. Chủ đấy. Rồi ok đẹp rồi. Anh mua thợ sửa chữa mà. 1971.
Vợ 1971 thì chồng thì cũng phải là 1965, đúng rồi, đúng tầm tuổi 1964, 1965. Hoặc có thể ông nào lấy vợ trẻ thì 1960. Đấy. Ông nào nhà giàu thì lấy cô trẻ hơn 10 tuổi đấy là. Nhà có điều kiện thì lấy là vợ trẻ đấy. Còn kia là chuyển sang làm nghề thầy bói. Chủ xe là không, sẽ bị 1960 rồi. Vì không bao giờ đàn ông mà lấy vợ lắm anh ít tuổi vậy. Hơn, trẻ hơn, măng hơn, ngọt thịt hơn. Đấy. Đã quên nhá. Không được rồi, kia là. Anh lấy là 2-3 triệu. Đúng 25 triệu thì anh bảo. Triệu. Anh hạ hết cỡ rồi. Không. 2-3 triệu. À, ca sĩ Minh Tiệp vần cho hết hơi rồi. Anh ơi, cao lắm. Hôm qua 21 triệu xe của anh Hùng đẹp. Nó bằng cái xe quay em ạ. Nếu mà có khách đi tìm con mà thật chất như này thì Hoàng Kiên xem cho anh ấy củ máy cái. Thôi chắc là muộn rồi, chắc xin nghỉ, phép nghỉ đây. Rồi, ok nhá, rồi để con khác. À, Huy Tuấn giờ mua anh Kiên mua vào. Nói chung là bán được hết nhá anh Huy Tuấn ơi, cả nước xem, cả nước xem. Rất nhiều đại gia vẫn thích nhá, không đơn giản đâu, nhìn thấy thôi. Nhưng anh em vẫn đại gia vẫn cứ. Anh có mua được của dân đâu mà, mua tổng chi thợ sửa chữa. Là một tiền mua một chiếc xe làm cái gì đâu, quan trọng đâu. Nó đẹp quá thì anh cố anh mua mà chính chủ. Một chiếc xe này cố mua. Cái dòng xe này anh em nhiều người mua về nó mới vui, mua nó mới thích, nó mới vui. Đời mới không thích, cứ thích cái con đời cổ này, nó thích, nó hay đấy. Thôi anh Luyến ơi, nói chung là chương trình vẫn cứ mua cho anh thôi, không vấn đề gì. Rất nhiều người bảo thôi không nên mua, nhưng mà em vẫn mua cho anh 2-3 triệu, anh bán cho em thì ok. Cảm ơn anh, cũng vốn nhiều. Em gửi anh thêm 500 nữa nha, em cộng 2 triệu, anh em nếu mà chốt được chốt. Em chỉ được 2 triệu, không làm, rõ khổ lắm. Anh còn lỗ vốn đấy. Anh mua thợ sửa chữa đẹp quá, cứ cố anh mua đấy. Anh mua có 19 thôi, anh về anh dọn mất triệu, anh làm 3 triệu. Anh có 500 anh bán. Anh bán cho em. Anh đi buôn rất đơn giản. 2-3-5. Thôi thông cảm cho anh, thôi để con khác vậy. 25 triệu em lấy được rồi, ok. Anh cảm ơn nhá. Ý là 24 là làm không 24 anh không bán đâu, anh không có lãi đâu mà. 25 em bán 27 em không mua đâu. Có ai có nhu cầu mua nhá. Ok. Thôi một câu em gửi anh 24 triệu, em tắt lại là em nghỉ. Rồi. Không bán luôn. Rồi anh không bán, anh không có lãi đâu mà. Có ai có nhu cầu thì mua cho anh thì đặt cọc sau nhá. Em lấy anh lấy đúng 500, không lấy được thì thôi. Thôi em anh cố gắng anh. Có ngại hết rồi. Nếu mà 24 triệu em cộng 2 triệu, nếu mà không có thì thôi. Mỗi nhà một tí anh ơi. Anh phải thông cảm. Anh một tí, em một tí. Không bán được, không mua được. Hàng tuần này mới sang, chục ngày này sang đấy. Không mua được. Lấy giúp cho anh lấy. Anh ơi, 24 triệu xe toàn mua mười mấy triệu rồi, mua 24 triệu. Lấy hai mấy triệu không được đồng giá. Nổ rồi mẹ, quả này nó bùng phát này, nó không nó bùng cua mà. Anh bán em 24 triệu cộng 2 triệu. Không đồng nào không cảm cho em. Có ai có nhu cầu thích em này con này nhỉ? Khi anh bán thì kia rất là thích. Có 500-700 anh bán được. Nam Vũ toàn cò đúng rồi. Nói chung anh em thợ thuyền luộc lấu nhau thôi. Những con xe nào mà mua bán thợ thuyền luộc lấu nhau thôi. Nhưng mà nói chung là cũng phải có tí. Không có những đội môi giới bất động sản, không có những anh em những nhà đầu tư thì làm sao thị trường lên được. Nó phải có tí thì mới lên được. Đấy. Em vui vẻ đấy cho anh ở đấy không được, con này anh để chịu thôi. Khát vọng đam mê. Không sao cả, vấn đề thì ai cọc sau này lấy anh sau. Anh bán 24,5 cộng 2 triệu. Thế thôi, nếu anh bán em 24 em xuống tiền mà không có ông nào cọc thì em... ai bán thì bán thì lấy bán hộ nhá. Cảm thấy nhỉ? Hai bên khổ thế, 500... Cái như này, có vấn đề gì đâu. Em lấy hộ bạn có không? Không được đồng nào. Đấy. Anh mua thợ sửa chữa đấy. Thợ sửa chữa đâu, mày nói nổi. Nó mang ra, anh mua là nhận tổng chi. Anh mua nhận tổng chi 18 triệu, bán em. Nếu mà 1 triệu bán này, anh trả chung đông gì cả. Ừ. Trả cửa hàng gì cả. Đắt quá anh ạ. Nhưng mà nó cứ vuông chảnh chảnh này, cố anh mua cứ phải cố. Bản thân anh đi mua anh cố. Nếu mà lát thì anh không dám. Anh bỏ ngay. Hai đơn, một đơn của em cũng được. Cái pha đèn thay rồi đúng không? Không, em xem như này em bảo cái. Nhìn nó thay. Đây tường keo kia có vấn đề ạ. Vẫn là ngàn keo đây. Đây em. Dán đi lông nào. Không hết được đâu mà. Đúng rồi, con cái keo cái mép đấy thì quan trọng gì. Keo cục cây. Keo này nó cậy ra đâu này. Mặt trên nó cậy đâu mà. Quay lại em xem cái. Khát vọng đam mê anh ơi. Anh có chốt thì chốt luôn, anh đang bán 24 năm này, máy zin nhá anh em nhá. Con này cam khả năng thay rồi này. Cam khả năng thay rồi nhá, nhưng máy zin. Cổ vô hồi hàn tí nhá. Đã côn dây điện thì đẹp.
xe này không có một, một xe nó mọc chất đấy, xe nó chất, xe mọc đấy, một xe chất. Anh có lại anh bán ngay. Ảnh đẹp. Đây này lỗi rồi, Đỗ Thành. Ôi rồi, ok em vẫn mua 24 rồi, em đợt này hơi choáng. Cộng được 2 triệu thì cuối cùng là thôi thì mẹ cuối cùng này om hay chết. Anh em ai có nhu cầu thì liên hệ nhá, liên hệ đến bên mình anh em mình lại liên hệ sau. Ok, cảm ơn anh nhá, đến với em. Ok. Ok. Không anh thế là anh mua con này hơi cao. Cộng 1 triệu thôi em, anh thật em quân quyền đâu, cộng 2 triệu. Anh có 26 26 triệu con này thôi. Ok. Giúp được anh em con đọ con kia. Thôi tóm lại 242, được chưa? Ở xong mẹ đi cậu 2 triệu nhanh nhanh rồi nhá. Quá ông hôm nay. Chính con này cao. Không phải đâu, không phải anh em cào cấu đâu, nó cao đấy. Nó cao. Đẹp đến hiếm có. Hiếm không, anh đừng nói gì, nó chỉ thế thôi. 242 cộng 2 triệu nha anh em thông cảm. Nói chung là có những con xe, có những trường hợp phải hết sức cố gắng, có trường hợp rất thoáng, có trường hợp này. Bản thân nó gạn lắm rồi, bây giờ nó thật nó rất là khó khăn. Đây à? Thôi nghỉ nha, mấy hôm nay cho giải quyết được nghỉ nha. Thế là 385 anh em vẫn đang xem. Bên này là 178 anh em. Anh em phải thông cảm, cũng rất là vất vả đấy, không đơn giản đâu. Một chiếc SH Mod nha anh em nhá, bản màu bạc sần. Rất là nhiều anh em chuộng những cái màu này và rất là nhiều anh em tìm. Em đến từ Nhân Lâu Hưng Yên này. Vâng, 2021 anh em ạ. 21 ABS nha, bản 2021. Vâng, anh đừng nói. Đây này mua là 58 triệu thôi. Anh đừng nói thật Nguyễn, chốt con này. Ok anh chốt thì anh báo anh em online. Nói chung là máy chất nha anh em nhá, hình thức anh cũng đã dọn dẹp lại rồi. Nhưng mà xe bản thân nó là một con xe rất đẹp. Đẹp đấy, con này đẹp, máy ngon. Được cái biển Hà Nội nha, cái biển Hà Nội nó rất là yêu quý. Nói nói thôi, cái biển Hà Nội nó độ cái dung lượng thị trường cũng tương đối lớn. Sinh nhan, nó còn sinh nhan vàng nữa. Con này, con này mua là 50 biển 89. Mua 242 cộng 2. Phanh ABS anh em nhá, đời 2021, màu bạc. Màu bạc này anh em này, màu bạc. Con này là mua 2021, con này là mua là 48 triệu rồi nha anh em nhá. Mua 48 triệu. Bản ABS 2021 mua vào 48 triệu cộng anh em 2 triệu rưỡi. Vâng. Bản này xe mới thời điểm đắt nhất là bán vào 79 triệu nhá. Bây giờ mình mua có 48 triệu thôi. Chính chủ với dây bán nha, 2021. 500 anh em nhá. Số km bây giờ mới đi 5.000 cây này. Bỏ yên ghế lái vẫn chưa vấn đề gì. Anh ghế lái vẫn chưa sần một thế nào nhá, vẫn zin. Anh đừng nói thật Nguyễn ơi, anh cứ liên hệ trực tiếp với Pep bên em, gọi trực tiếp bạn đi, bạn ấy đây, báo bạn cọc cho anh luôn nhỉ. Đây các bạn marketing nữa là đẹp đấy ạ. Báo thư, nói chung anh em thích con nào cứ cọc thôi, giá hợp lý mà. Vâng, bọn em cộng có 2 triệu thôi. Rượu nhạt bán được những dung lượng thị trường, dòng đấy xe đấy dành cho anh em giới trung niên đi rất sướng, ai đã từng đi rồi thích lắm. 50 triệu 500 nhá anh em nhá. Một chiếc 2021 ABS. Đây một chiếc xe này. Có xe 300 cây 110 triệu cũng chưa có một anh nào chưa có đại gia đến hot. Chưa có đại gia nào đến hot nhá. Cũng mong rằng một ngày đẹp rồi là có một đại ca đến hot. Đấy đến nhanh đến thôi đó ạ. Em đã về. Như chúng mình rất thích nó, thật sự nó quá mới, một chiếc xe chạy có 300 cây. Đấy. Rồi tiếp theo một chiếc SH1 màu đỏ nha anh em nhá. Màu đỏ, con này biển 29C 200085. Đời 2022 nha anh em nhá. Phanh ABS ạ, màu đỏ. Những cái dòng chủ xe em nó là C2 nhá, Hoàn Kiếm. Dòng xe này nó là dòng siêu mới rồi anh em. Siêu lướt rồi. 2022 chạy có, để em kiểm tra xem nào. 5.900 cây. Xe này bản 2022 mới đi 5.900 cây, cho con này mình bán ra 62 triệu nhá. Vâng, 62 triệu phanh ABS. Tôi bán ra anh em 61 triệu. Rất là rẻ. 61 triệu. 61 triệu cho một chiếc 2022 quá mới luôn, bản này mới rất đắt nhá. Bản này mới là 67 triệu, đăng ký mất 8 triệu nhá. Đúng rồi. Bây giờ vào 75 triệu nhá. Bây giờ mình bán ra 61 triệu thôi. 61 triệu nha anh em nhá. Rất mới đây, lốp còn gì theo xe đây, rãnh lốp mới. Biển C. Đầu xe Honda này anh em phải thừa biết là đời 2013 máy vẫn zin nhá. Đời chưa nói đời 2022. 10 năm sau chưa hỏng. Xe này bảo hành đến 10 năm không hỏng. Bản đắt nhất. Tuần thứ 48 2022 này. Đăng ký 2023 nhá. Xe này mà nói chung là bản 2023 nhưng mà xe nó 2022. Chắc là muộn rồi đúng không? 11 giờ 36. Ok, chắc là muộn rồi, mình xin phép mình kết thúc live đi, không nó muộn mất rồi. Để anh em nghỉ. Ok anh em nhá, anh em nào mà có nhu cầu mà mua những chiếc xe đẹp thì có thể liên hệ trực tiếp với lại bên xe máy Hoàng Kiên bên cảm em. Cảm ơn
Hoàng Kiên Mãi Đỉnh, ok, cảm ơn anh em rất nhiều. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều ạ. Chắc là xin phép mình kết thúc live này đây đi, để chiều Dung với anh em còn live. Rồi, ok. Anh em có nhu cầu mua hoặc là anh em thích cái xe nào hay cọc nhá, liên hệ vào số video đang phát trực tiếp. Quan trọng nhất là cái video, cái số điện thoại video đang phát trực tiếp và báo cọc nhá. Tất cả xe gì anh em đã hạn chế tối đa để anh em tiếp cận rồi. Nói chung là mình kinh doanh nhà quân quyền rất đông, 40 con người cơ, đông lắm. Nên thì chi phí rất là lớn, nên nhiều lúc anh em cộng 2-3 triệu anh em cũng phải thông cảm. Có ra lộc cho tí cho may thôi, chứ bớt nhiều thì nó khó. Vừa rồi mới con S21 rồi, vừa rồi là mình live bán, anh em thợ cũng đã mua hết rồi. Mình không những anh em đến tiêu dùng, những anh em thợ ở chợ này cũng đã đến mua. Thật sự chả nhẽ như anh em mới nể nhau thôi. Thế thật sự cũng rất muốn bán cho anh em khách hàng về dùng để còn có đường đi lại. Nhưng mà tất cả những anh em thợ vừa rồi mới S21 hôm qua ấy, mình like con nào anh em thợ mua luôn. Đấy cho nên thì cũng anh em nào cũng mua vẫn phải giao lưu gắn kết anh ạ. Vẫn phải giao lưu thôi, không cách nào. Nhiều lúc mà mình kinh doanh thì mình không thể bảo thủ. Luôn luôn nhé anh em tính cả. Số tài khoản của mình là 6252818 nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Xin chào, hẹn gặp lại. Chào và hẹn gặp lại tất cả.